Trời ơi, trời ơi là trời hết đi rồi. Em chào chị Tuấn Anh nha. Chào các chị yêu nha. Cả nhà vào chia sẻ bài của em. Cả nhà vào chia sẻ bài của em nha. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Hello các tình yêu. Mọi người vào đi, em lên tiếp bộ cho các chị đây ạ. Em lên tiếp bộ cho các chị nha. Cả nhà vào chia sẻ bài giúp em với ạ. Chào chị Hằng ạ. Chào tất cả các chị yêu luôn. Hôm nay lại về bộ chất Umi siêu đẹp luôn nha. Hôm nay lại về bộ chất Umi siêu đẹp luôn. Tình yêu nào mà chiều nay chưa đặt được thì bây giờ vào đặt giúp em nha. Bộ đẹp lắm các chị ơi. Hello Mi, chào vợ Hồng nhá, chào tất cả mọi người luôn nhá. Chào tất cả các tình yêu luôn. Hello hello. Chị ơi, có màu trắng, màu đen và màu đỏ nhá. Có màu trắng, màu đen và màu đỏ. Màu trắng, màu đen và nhưng mà riêng đen với đỏ thì em chỉ còn size cho các chị từ 50 đến 55 cân thôi. Riêng trắng đen đỏ thì còn size cho chị 50-55 cân, còn trắng có size cho các chị đến 60 cân luôn nhá. Trắng còn đủ size nhá, các tình yêu vào chia sẻ bài giúp em với. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi ạ. Chào Thuận nhá, chào chị Luân Trang, chào tất cả các chị luôn ạ. Chất Umi đẹp lắm. Lát nữa vào đông đông em giới thiệu chất cho các chị nhá. Các chị mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Vào đông đông lên thì em giới thiệu chất cho các chị luôn. Đảm bảo các chị mê luôn ấy. Mê luôn cái chất này luôn ấy các chị ạ. Hello mọi người, mỗi người cho em xin một chia. Chào Lệ Hằng nha, chào các tình yêu. Nó là đen, đỏ, trắng nhưng tất cả đều là quần đen các chị ạ. Nó chỉ khác nhau ở cái áo thôi, khác nhau ở màu áo thôi, còn nó là quần đen hết nhá. Áo trắng quần đen, áo đỏ quần đen và áo đen là quần đen. Tất cả là quần đen hết. Nên là các chị không sợ ví dụ như trắng là quần trắng, đỏ quần đỏ đâu. Nó đều là quần đen hết ạ. Mọi người vào cho em xin mỗi người một chia sẻ đi ạ. Chị 50 cân mặc màu đỏ vừa luôn, chị mặc size M thôi, Hoàng Thúy Lộc ạ. Chị mặc size M thôi, tình yêu ơi. Fendi nhá, Fendi sọc quần và sọc áo là sọc giống nhau luôn. Đường sọc giống nhau mà chất uni. Cả cái bo tay này cũng bằng vải uni luôn đấy các chị ạ. Bo tay, bo cổ và bo gấu này bằng vải uni luôn. Em chào chị Tuyết Mai nhá. Chào chắc tình yêu nhá. Thúy Lộc ơi, chị vừa size M đấy. Chị có lấy size M thì em chốt cho chị. Có size M em có cả đỏ, cả đen và trắng luôn. Size M có đủ 3 size luôn các chị ạ. Gấu bo nhá, gấu quần là bo nhá. Mọi người vào cho em một chia sẻ đi để em bắt đầu bán hàng đây. 40 cân không mặc được đâu Thương Tuân ơi, ít nhất phải tầm 50 cân trở lên, 49-50 cân trở lên mà cũng phải cao tầm 1m55 trở lên em mới chốt nhá. Chứ còn thấp quá thì cái quần này nó bị dài, quần nó bị dài đấy các chị yêu ạ. Mọi người chia sẻ bài cho em đi. Thúy Lộc có lấy đỏ không? Em chốt đỏ cho chị. Thúy Lộc có lấy đỏ không ạ? Đây này, Fendi đẹp lắm nha các chị nhá. Đây là thêu nha. Đây là vải nha các chị nhá. Em chào Huỳnh Lộc nhá. Chào Giang Hương nhá. Màu đỏ có size S không ạ? Em 47 cân không mặc vừa đâu Luân Trang ơi. Chị vừa như bộ đen chị gửi không? Có vừa như bộ đen chị gửi em không? Thủy Phạm ơi, bộ đen nào? Chị trời ơi, chị không nhớ luôn ấy. Không nhớ luôn ấy em yêu ạ. Cái này nó có size ML mà em. Nó có size ML nhá. Mọi người lưu ý giúp em là nó có size ML. Cả nhà vào cho em mỗi người một chia sẻ đi. Nó có size ML mà nó là chất Umi luôn. Mang ra quán giúp chị bộ màu đỏ mai chị lấy. Hoàng Thúy Lộc ạ. À, ok, cho em số điện thoại đi tình yêu ơi. Cho em số điện thoại đi. 240k một bộ nha các chị nhá. 240k một bộ Hoàng Thúy Lộc, em lấy cho chị màu đỏ size M nha. Chị cao mét bao nhiêu nhỉ? Chị vừa bảo chị cao mét bao nhiêu? Chị cao mét bao nhiêu Thúy Lộc ơi? Vậy em chút nha, mọi người cho em một chút thời gian để em chia sẻ bài nha. Ok, Thúy Lộc. Thúy Lộc cho em xin số điện thoại đi, em chốt cho chị màu đỏ size M. Màu đỏ size M của Thúy Lộc đây. Màu đỏ size M của chị Thúy Lộc đây ạ. 57 cân mặc vừa XL luôn. Bình Lân đây 57 cân thì bằng vừa size L. Em có size mà, em có size mà các tình yêu ơi. ML từ 50 cân, 49-50 cân. Bộ là 240k nhé Linh Đan nhé. Hoàng Thúy Lộc này,
Em không bán loại 2 đâu, chỉ bán loại 1 thôi. Em chốt cho Hoàng Thúy Lộc, cho em xin số điện thoại đi Thúy Lộc ơi. Thì để em cất cho chị. Bộ đỏ size M nhá, Hoàng Thúy Lộc cho em xin số điện thoại nhá. Bao đẹp cho các tình yêu luôn nhá, bao đẹp cho các tình yêu luôn. Để em dơ lên cho các chị xem form chất, form dáng của nó thì các chị đẹp túi này các chị này. Thứ nhất là hàng Umi nhá, hàng Umi các chị thấy cái bo tay của nó chưa? Vải bo tay mới gửi cùng hai áo len bộ đen 200k. Đó. Em bao nhiêu cân Thúy Phạm? Em bao nhiêu cân để chị xem em có vừa không? Bo tay, viền tay, viền cổ và cả cái viền bên dưới này đều là Umi. Ngay cả cái quần của nó nha, em cho các chị xem cái quần của nó luôn. Cái bo gấu ở quần nó cũng là Umi luôn. Ở mặc size 8. Thúy Lộc ơi, 53 cân 1m 58 chị mặc size M cho em, đừng mặc size L. Đây này, cả cái bo gấu của nó cũng là vải Umi luôn nhá. Cả cái bao gấu của nó vải Umi luôn. Dáng quần đây là các tình yêu ơi, dáng quần này. Đấy, sọc hai bên nhá, vải gấu Umi nhá. Em chốt 240k một bộ, em chốt cho Thúy Lộc này. Ok tình yêu đấy, em bút em lại bút đầu rồi, chán ghê cơ. Em chốt cho Thúy Lộc nhá. Chị lấy size M thôi, chị đừng lấy L. Tình yêu ạ, chị lấy size M thôi. 0916 0916 này, 0916 506758 506 này 758. Ok Thúy Lộc nhá. Bà Lộc ơi, bà không mặc vừa đâu, bà không mặc vừa đâu bà Lộc ơi. Đứng lên cho xem quần đi. Màu trắng đẹp hay đen đẹp? Em ơi mặc màu đáng đẹp mà. Màu nào cũng đẹp luôn đấy. 50kg 1m56 mặc được. Em ơi em mặc size M cho chị. 50kg 1m56 mặc size M cho chị nhá. Có bộ nào mà không khóa kéo không chị? Hương ơi, chị toàn bộ kéo khóa thôi. Chị toàn bộ kéo khóa thôi Hương ạ. Không có bộ nào mà không kéo khóa đâu. Toàn bộ kéo khóa luôn ấy. Nhiều ạ. Để cái đệm này để đây cho để cái chân nó thích. Đấy. Đây, em cho các chị xem form quần, dáng quần luôn nhá. Mình cao 1m6, 54 cân. Mặc size M cho em nhá, Vừng Lạc nhá. Mặc size M cho em có đen, đỏ, trắng nhá. Em có đen, đỏ, trắng. Đây là quần các chị thấy chưa? Fendi này. Fendi mà áo này các chị này, em dơ cho các chị xem này. Quần với áo cùng sọc luôn nha. Áo trắng, áo đen, áo đỏ nhưng tất cả đều là quần màu đen các chị ạ. Tất cả quần màu đen nó đẹp, đẹp từ cái bo gấu trở đi nhá. Các chị thấy chưa? Bo gấu của nó cũng là hàng chất Umi luôn nha. Chị yêu ơi, nâu đất đằng sau là áo phao nhưng mà em đang lại li vào bộ mà. Hôm nay chị chỉ có kiểu này và một cái là Gucci nhưng cái này đẹp, cái Fendi này đẹp các chị ạ. Fendi này bao đẹp cho các chị luôn. Đây, bo gấu của em đây nhá, bo gấu của em. Bình thường là hàng bo gấu của nó là cái này nó là phông nhá, hoặc nó là thun nhưng cái này nó cũng bằng chất Umi luôn. Chất Umi thì các chị yên tâm, riêng chất Umi thì nó rất là đẹp luôn. Váy 220k còn nhá, váy 20k. Cho chị màu trắng à? Vừng Lạc, ok em cho chị Vừng Lạc một bộ màu trắng size M nhá. Các tình yêu vào con 10 cân nặng, chiều cao cho em nhá, quần bo gấu nhá các chị ơi. Quần bo gấu nhá. Chị cao 1m6 mà chị nặng 54 cân, mặc mờ đẹp luôn. Em chốt cho Vừng Lạc này. Nick Facebook của chị quá là hay luôn đấy chị ạ. Vừng Lạc này. Đẹp lắm bà ơi, nhưng mà bà không vừa ạ. Đẹp lắm bà, chiều nay Linh vừa lấy một bộ đấy bà. 0968 này. 0968 057750 057 này. 7. Em toàn khách qua thử rồi lấy các chị ạ. Toàn khách qua thử 0968 057750. Ok cho Vừng Lạc nhá. Chị ơi, em cao 1m58. Em nặng 58 cân cao một chuyện. Ôi em ơi, 1m9 thì không mặc được đâu. Thank you Hiền nhá. Tại vì chị nhiều việc quá Hiền ạ. Chị nhiều việc quá cứ hóng chị đi. 53kg 1m54 màu đỏ. Ô Hoa Hồng Gai cho chị số điện thoại đi. Hoa Hồng Gai cho chị số điện thoại nhá. Chị ơi, nó là em ơi, nó là chất Umi. 240k một bộ cái gì nhỉ? Hiền ơi, ghim giá cho chị với. 48kg không mặc được đâu em ơi, phải 50 cân trở lên. 48kg mặc rộng xấu lắm em ạ. Mặc rộng xấu lắm, nó là đen nhá, đen đỏ và trắng nhá các chị nhá. Nó là đen đỏ trắng. Tình yêu nào lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Em chào chị Loan nhá, chào Hoa nhá. Chị kéo khóa xuống em xem đường may ạ. Em ơi đây đường may nhá, tại vì bên trong chị không mặc áo dây nên là chị không kéo khóa xuống được. Đây đường may của nó đây nhá em yêu ơi. Lần này gửi cho em không bị thất lạc đâu đấy nhé. Ok em chốt cho chị đi. Có bộ nào nữa không chị? Chỉ có bộ này thôi. Hoa Hồng Gai, ok chị chốt cho Hoa Hồng Gai lấy màu gì nhỉ em yêu nhỉ? Hoa Hồng Gai màu đỏ một. Ok Hoa Hồng Gai size M màu đỏ này. Lần này chị không nhầm đâu, lần này chị chốt luôn. Sao lại bị thất lạc em được nhỉ? Trời ơi. Người thì mong hàng đi mà người thì mong hàng về, không có. Chị cho Hoa Hồng Gai nhá.
chốt cho hoa hồng gai này. Các tình yêu đợi em chút nha, hoa hồng gai. Hoa hồng gai mặc size M cho chị này. 53 kg nhá. 0163 này. Hoa hồng gai nhá, 0163 899-3188 899-3188 Ok, em chị chốt hồng gai rồi. Có màu đen mà, có màu đen mà Loan ơi, cho chị xem màu đen. Chị ơi, màu đen em hết size L rồi, riêng đen đỏ còn M thôi nhá các chị nhá. Riêng đen đỏ của... chị gửi rồi mà Hiền. Hôm đấy chị gọi cho em là chị gửi luôn rồi. Chị mặc bộ này không vừa đâu, chị nói thật đấy, chị mặc bộ này là nó rộng. Bộ này chị chỉ chốt cho tầm 49 cân đến 60 cân thôi nhá. Chị 58 cân cao 1m57, màu đen hết size L rồi chị Năm ơi. Em hết size L rồi, em còn màu trắng thôi. Yêu ạ, à, em còn màu trắng thôi. Còn màu đen gu xì đây chị có thích không? Nếu mà thích thì em chốt sang đen gu xì size M cho chị nhá. Đây này, nếu mà đen này thì em còn này chị yêu này. Đen gu xì này em còn, nhưng mà đen cái đen Fendi em đang mặc là hết rồi nhá. Chỉ còn đen gu xì thôi. Chị yêu ơi, đen gu xì này chị có thích không thì em chốt cho chị này. Bảo Long 59 cân, trời ơi các chị yêu ơi, xong mà toàn người Bảo Long ơi, đen hết L rồi, tất cả đen là hết L, chỉ có đen Gucci là còn L thôi nhá. 56 cân mặc vừa nhá chị Hằng ơi, 40 cân không vừa đâu. 40 cân không vừa đâu em yêu ơi. 56 cân vừa. Đổi đầu số thành 10 số. À ok, hoa hồng ngay. Hoa hồng ngay chị đổi nhá. Ừ, còn một bộ này của Hiền đấy, còn một bộ này của Hiền chị sẽ gửi sau cho Hiền nhá. Bộ đen có đen này là còn cả size to này các chị này. Có cái đen Gucci này là còn size to cho 60 cân nhá. Còn đen Gucci này nhá. Chị 56 cân mặc size nào vừa, màu đen em mặc. Màu đen Phạm Hương ơi, các tình yêu ơi, màu cái này không, màu đen em không còn size cho 56 cân đâu. Màu đen còn size 55 cân trở lại nhá. Em cao 1m56 nặng 48 cân, mặc size gì màu trắng. Hoa mặc size M nhá. Chị chốt cho Hoa nhá. Hoa này. Chị cho Nguyễn Hoa. Hoa ấy kể ra là nó hơi rộng đấy em yêu ạ. Chị chỉ thích chốt cho tầm 50 cân trở lên thôi Hoa ơi. Thôi nhá Hoa nhá, chị chốt cho 50 cân trở lên cho nó chắc, chứ 48 cân chị sợ hơi rộng đấy Hoa. 48 cân hơi rộng đấy em yêu ạ. Có màu đỏ mà Phan Thị Tuấn Phan, có màu đỏ nhá, đây nhá. Áo em đang mặc là trắng quần đen, trắng quần đen, sọc Fendi giống áo luôn nhá. Sọc Fendi giống áo luôn. Và cái đây là đen, áo đen. À đây là cái quần, em nhầm. Đây là áo đen, quần đen, áo đỏ, quần đỏ nhá. Áo đen, quần đen, áo đỏ, quần đỏ nhá. Chất Umi nha các chị nhá. Áo đỏ, quần đen, áo tất cả là quần đen hết. Hiền ơi, màu em phải mặc size L, nhưng màu đen chị hết size L rồi. Màu chị mặc có màu đỏ đây này, nhưng mà toàn size M thôi. Màu đỏ với đen toàn size M thôi nhá. Đỏ đen còn toàn M thôi các chị yêu ơi. Đỏ đen còn toàn M thôi. Tầm 50 đến 55 cân thôi, 240k các chị yêu ạ. Không có size S đâu Hoa ơi, chị không có size S đâu. Không có size S đâu. Đây, đây màu đỏ đây, màu đỏ quần đen nhá. Màu đỏ quần đen. Chị 55 cân mặc màu đen còn nhá. Chị 55 cân còn Phạm Hoài nhá. Chị 55 cân còn nhá. Phạm Hoài ơi, quần của nó là quần bo gấu nhá các tình yêu nhá. Quần của nó là quần bo gấu nhá, form đẹp luôn nhá. Cao 1m63, 58 cân. Em có màu trắng cho chị Thảo Vân nhá. Có cho chị Thảo Vân size L nhá. Chị mặc màu đỏ à, đợi chút nhá, lát nữa chị chuyển sang màu đỏ cho nhá. Đây màu đỏ của nó đây, áo đỏ của nó lên rất là đẹp luôn. Đây. Đen trắng, Huyền Phi ơi em bao nhiêu cân? Đen trắng em bao nhiêu cân chị mới chốt size cho em được. Chốt cho Huyền Phi này, nhưng mà em bao nhiêu cân để chị lấy size nhá. Huyền Phi này. Huyền Phi cho chị cân nặng đi, chị lấy size cho em yêu. Bộ chị mặc 48 cân không vừa đâu em yêu ơi, phải từ 50 cân trở lên. 48 cân thì hơi ấy đấy. Huyền Phin 0168 này. M N 473 405 4 0168 473 10 1405 473 này. 1405 0168 0168 473 1405. 1m63 55 cân vừa nhá Phạm Nguyệt nhá. Huyền Phin lấy size nào em yêu ơi? Các chị ơi, cân nặng cộng số điện thoại cho chị 55 cân màu đen. Ok, em chốt cho Phạm Hoài này. Huyền Phi ơi, cho chị cân nặng đi. Em chốt cho Phạm Hoài này. Chốt từ người một nhá. Trắng 57 cân còn mà chị yêu. Phạm Hoài này. Phạm Hoài này. 0377825905
Ok, hãy cho một bộ đen vào đi con nhé. Bộ đen này có một size L này. Size L. Chất nó là hàng Umi mà, cao 1m58 53 cân. Đúng, mặc vừa size. Size đấy đây cái đấy luôn hết. M rồi. Rồi size M. Chị cao 1m62 57 cân mặc size L nhá. Bộ đỏ là tất cả là 240k. Tao 1m56 nặng 58 48 cân không vừa đâu tình yêu ơi. Huyền Phin còn ở đấy không? Chốt màu cho chị đi Huyền Phin ơi, chốt cân nặng cho chị đi. Không có size 62 cân đâu chị yêu ơi, đến 60 cân thôi. Huyền Phin còn đấy cho chị cân nặng nhá. Cho chị cân nặng đi để chị chốt cho em. 1m53 nặng 54 cân. Ngô Say ơi, hình như chiều nay tớ chốt cái gì cho bạn đấy đúng không? Ngô Say ơi, tớ chốt cái gì cho bạn đúng không nhỉ? 1m53 quần hơi dài thì nhá, Ngô Say có ok thì tớ chốt cho này về phải cắt gấu quần đi một chút đấy. Ngô Say nhá, 1m53 54 cân thì vừa nhưng mà gấu quần ờ được, được đấy. Lấy cho em màu đỏ size M cao 1m55. Ok, Nguyễn Thanh Hằng. Nguyễn Thanh Hằng này, Huyền Phin chị chưa chốt đâu nhá, tại vì chưa có cân nặng. Nguyễn Thanh Hằng này. Màu đỏ này. Size M 1m55 0967602599. Ok, màu đỏ size M nhá. Cái đấy tất cả phải bỏ ra kia đi kiểu khác mà, không phải lẫn ra đây rồi. Hết hết ra có kia rồi. Đây màu đỏ size M đấy. Thanh Hằng này. Em cao 1m58 53 cân mặc vừa luôn. 240k. Anh Hoàng 1m62 57 kg. Ok nhá. Chị chốt cho anh Hoàng màu trắng nhá anh Hoàng nhá. Anh Hoàng này. Chốt cho anh Hoàng. Anh Hoàng màu trắng size L nhá. Màu trắng size L nhá. 0984189117. 189117. Anh Hoàng màu trắng size L nhá. 0984189117. Màu trắng size L. Màu trắng size L nhá. Ok chốt cho anh Hoàng rồi nhá. Em ở Yên Bái nhá các tình yêu ơi. Em 53 cân 1m58 mặc size M thôi. Tuấn Phan mặc size M thôi nhá. Hôm nọ chốt cho hai quần. Chị chốt rồi, em gửi rồi Thanh Hằng ơi. Em gửi rồi. Đâu, con nói size size M đâu? Size L. Size L đây này. Màu trắng hay L. Đây gì? Đâu mà đây mà. Em. Ở cổ đây. Để cứ đút vào đi đúng rồi. Ship 25k thôi rồi các chị ơi. Cho chị size L màu trắng. Ô liên quân cho em số điện thoại đi. Trâm Nguyễn 1m68 65 cân không vừa đâu ạ. Phan Thị Tuấn Phan chị vừa nhá. Chị vừa size M cho em nhá. Chị lấy size nào thì chốt hộ em với. Huyền Phin họ hủy đơn Huyền Phin vì không có cân nặng này. Hủy đơn Huyền Phin vì không cho cân nặng nhá. Các chị ơi cân nặng cộng màu cộng số điện thoại giúp em ạ. Cân nặng cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Thì em mới chốt chuẩn size cho các chị được. Nó có 3 màu đen, đỏ và trắng. Đen, đỏ, trắng. Trắng còn size L, còn tất cả đen đỏ đều còn size M thôi nhá. Trắng thì em còn size L nhá. Mọi người vào chia sẻ bài hộ em với. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Em chào chị Lan Lê nhá. Chào chị Lan Lê. Liên Quân Đặng Huyền. Trời ơi tên. Liên Quân Đặng Huyền. Ok em chốt cho Liên Quân Đặng Huyền này. Màu trắng size L. Ok Liên Quân Đặng Huyền nhá. Liên Quân Đặng Huyền này. Liên Quân Đặng Huyền 0963978202. 0963978202 màu trắng size L. Ok chị nhá. 240k. Shop ơi em ở Yên Bái các tình yêu ơi. Shop em ở Yên Bái nhá. 240k một áo nhá các chị. À một bộ nhá. 240k một bộ. Tình yêu nào lấy bộ nào thì chốt cho em bộ màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng cân nặng cộng số điện thoại cho em đi ạ. Nó là chất Umi rất là đẹp luôn. Umi đẹp lắm ấy các tình yêu ơi. Đây màu đỏ đen đây nhá các chị nhá. Màu đỏ đen. Đây quần đây. Em giơ như thế này cho các chị xem quần nhá. Quần của nó là bo gấu nhá các chị ơi. Quần của nó là bo gấu luôn nhá. Quần bo gấu mà. Lê Thị Hòa ơi, chị bao nhiêu cân? Chị bao nhiêu cân ạ? 58 cân vừa size L nhá. 58 cân vừa size L. Lê Thị Hòa ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Để em chốt, em không có size XL đâu nhá. Em chỉ có ML, màu trắng chỉ có ML thôi. Màu trắng quần đen nha, màu đỏ bao nhiêu cân thì vừa. Màu đỏ chỉ còn size cho các chị từ 50 đến 55 cân. Không có hàng 3 set đâu các tình yêu ơi. Chị ơi, chị Vân mua đi. Phạm Vân mua đi ạ. Màu đỏ thì tầm 50 đến 55 cân các chị nhá. Chất Umi. Cái này không phải chất cotton mà cả áo cả quần đều là chất Umi. Từ cái bo gấu của nó cũng là chất Umi luôn các chị ạ. Có 2 màu à, có 3 màu mà em. Đỏ, đen và trắng. Đỏ, đen và trắng nhá. Áo trắng, quần đen, áo đỏ, quần đen và áo đen, quần đen. Ngô Say ơi, chị lấy bộ cho bao nhiêu cân? Cho chị size L màu trắng nặng 56 cân. Ok, em chốt cho chị Hằng này. Nguyễn Hằng này. Không biết đi. Đây. Em chốt cho chị Nguyễn Hằng này.
Những hàng 56 cân mặc size L cho em nhá. Những hàng này 0335 0335 bút hết mực rồi. 0335 485 939 485 này 9 3 ôi dồi ôi chết rồi 9 3 9 không biết là cái này nó vào cái ấy rồi mai thì xử lý vào trong rồi đấy. Lê Thị Hòa 55 cân cao 1m6. Lê Thị Hòa ơi 55 cân cao 1m6 size L à? Ok em chốt cho Lê Thị Hòa bộ màu trắng nhá. 55 cân xong cao 1m6 size L nhá. Cứ vứt ra đấy mai còn đấy. Cho vào túi vàng. Lê Thị Hòa này. 55 cân xong cao 1m6 chị ơi mặc size M thôi nhá. Lê Thị Hòa ơi chị mặc size M thôi. Chị mặc size M cho em thôi, không vừa size L đâu. 0942 này. 0942 287696 287 này đẹp lắm các chị ơi, 696 nhá. Chốt cho Lê Thị Hòa này một bộ size M màu trắng nhá. Size M màu trắng này cọc này. Chốt cho chị Lê Thị Hòa này. Cho mình size M màu trắng. Ok Vân Anh Hoàng này, Vân Anh Hoàng này. Vân Anh Hoàng này. Size M nhá, màu trắng nhá chị yêu nhá. Vân Anh Hoàng này. 0915 cân nặng tổng số điện thoại đi em chốt size cho 0915 150 828 150 này 828 ok em chốt cho Vân Anh Hoàng nhá. Đẹp lắm chị yêu ơi, 1m50 không mặc được đâu, 1m50 không mặc được đâu ạ. Xỉ inbox nhá. Cho chị size L màu trắng. Tuyết Lâm Phạm, Tuyết Lâm Phạm em chốt cho Tuyết Lâm Phạm nhá. Tuyết Lâm Phạm màu trắng size L nhá chị yêu ơi. 0948 này 825 này 458 0948 này 0948 825 458 ok. 1m 52kg và 1m50 không vừa đâu chị yêu ơi. Size L màu trắng nhá. 65kg không vừa đâu ạ. Áo em mặc á, có size. Có màu đen nhá các chị yêu ơi, có màu đen nhá. Bộ 1m53, nặng 54 cân, ngô say, ok ngô say nha, để em xem. Thế là ngô say đâu nhỉ? Chị ơi, đợi em chút nha, em lội lại comment của chị này á nhá. Các chị nhá, ok đây này. Chị ngô say này hình như hôm nọ lấy cái gì của em rồi đúng không chị yêu? Ngô say này, ANG này, màu đen này, size M này, ok chị yêu này. 0989 này, đen còn toàn lại size M thôi. 0989 782166 782 này 166. Em chốt cho Ngô xanh nhá. Các chị yêu đợi em chút nhá. Phí ship 25k, 58 cân 1m56 mặc size L anh Nguyên nhá. 58 cân 1m6 mặc size L cho em. Mặc size L cho em nhá. 49 ký hơi chậm một chút đấy. Mặc màu đỏ à? Ok Phan Thị Tấn Phan đợi chị mặc màu đỏ nhá. 1m50 là hơi dài nhá các chị yêu ơi, 1m50 là hơi dài nhá. Ai chốt nốt trắng đi, còn có mấy bộ trắng thôi. Còn mấy bộ trắng thôi để em chuyển sang màu đỏ nhá. Màu trắng size L còn một bộ duy nhất. Màu trắng size L còn một duy nhất cho các chị từ 56 cân. 56 cân đến 60 cân. 240k các tình yêu ạ. Phí ship chỉ có 25k thôi nhá. Chúc anh nhá. Chúc anh Đài nhá. Phí ship chỉ có 25k. Anh Nguyên ơi chị mặc vừa size L chị có chốt được không thì em chốt cho ạ. Chất Umi nhá các tình yêu ơi. Chất Umi đẹp luôn nhá. Hàng Fendi nhá các chị nhá. Fendi Umi đẹp luôn này các chị thấy chưa? 240k một bộ ạ. Nó là áo khoác luôn nhá các chị nhá. Nó là áo khoác luôn, Fendi rất là đẹp luôn này. Ai lấy đi cho em nhá. Size L quần ôm lắm không em? Không ôm đâu chị ơi, chị 58 cân mặc thoải mái tại vì em còn chốt cho các chị đấy 60 cân cơ mà chị. 60 cân vẫn mặc vừa size L mà. Chị mặc size L thoải mái luôn nha anh Nguyên nhá. Chị cao 1m56 là mặc được size L luôn mà nó là chất co giãn nhá. Quần hơi dài đấy, em nói cho các chị biết là 1m50 mặc quần dài lắm nhá. Nó bo gấu nhưng mà các chị về sửa được. Quần này các chị cắt đi được nhá. Ví dụ như thế này các chị cắt đi, các chị nối này lên thoải mái luôn, quần cắt thoải mái luôn nhá. Nhưng mà chị nào mà không muốn cắt thì bộ quần này hơi dài, nếu mà 1m50 ấy phải tầm 1m55 trở lên, 54-55 trở lên. Ok chị lấy màu trắng size L cho em xin số điện thoại đi anh ơi, anh Nguyên ơi. Màu trắng size L cho em xin số điện thoại nhá. Em cho anh Nguyên này. Còn đúng một bộ màu trắng luôn ấy, còn đúng một bộ màu trắng size L luôn. Cho em xin số điện thoại đi là chốt cho chị là xong nhá. Anh Nguyên nhá, hết trắng size L nhá các tình yêu ơi, hết trắng size L nhá. Chốt nốt một bộ trắng size L cho chị Anh Nguyên này, cho em xin số điện thoại này.
Ok chị yêu, 0941 hết trắng rồi. Bây giờ tất cả 3 màu em đều còn size nhờ. À đều còn size M cho các chị 50 đến 55 cân nhá. 0941 này 668876. Em chỉ còn màu trắng thôi, còn màu trắng size của chị thôi ạ. Đứng lên đợi chút nhá. 0941 này, 0941 này 668876. Ok, chốt cho anh Nguyên màu trắng size L là hết sạch luôn. Chị Lai ơi, Lai Nguyên ơi, bộ của em là 240k, tất cả chỉ còn size M. Tất cả cái bộ Fendi này chỉ còn size M thôi mà số lượng cực ít thôi nha, còn khoảng 10 bộ thôi nha. Cho chị yêu nào từ 50 cân đến 55 cân. 50 cân đến 55 cân là cái bộ Fendi này các chị ạ. Còn cái bộ mà Gucci lát em like sau nhá. Like sau, ai mua bộ Fendi để chốt nhanh luôn đi cho em đi. 1m65 không bị ngắn chút nào luôn, không bị ngắn đâu nhá chị nha. 1m65 mặc được nhá. Cả nhà vào chia sẻ giúp em với, mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Ơi cho em xin một chia sẻ đi ạ. Nó là trắng đen này, áo trắng quần đen nhá các tình yêu nhá, áo trắng quần đen nhá. Áo đỏ quần đen và áo đen quần đen. Áo đỏ quần đen, quần dài 100cm không em? Trời ơi em không đo ấy, chị Trần Phương ơi, chị chân chị dài à hay sao ạ? Quần dài 100cm không á? Chẳng biết là nó có dài không, chị cao mét bao nhiêu? Mình màu trắng size M nhé, cảm ơn. Ok Nguyên Hà đúng rồi, chuẩn size M luôn tình yêu ạ. Chị mặc chuẩn size M màu trắng luôn. 1m59 nặng 52 cân em chốt cho Nguyễn Hà này. Em chốt cho chị Nguyễn Hà nhá. Màu trắng size M nhá tình yêu nhá. 0162 0162 này. 659 0265 659 này. 0265. Ok chốt cho Nguyễn Hà nhá. Size M màu trắng này. Size M màu trắng ok tình yêu luôn. Chị thì mặc quần này bị dài, cái quần này của chị ấy phải tầm 1m55 trở lên. Nó là bao gấu nhưng phải 1m55 trở lên, còn 1m53 54 mặc được nhưng mà nó hơi trùng một chút nhá. 240k một bộ các tình yêu ơi, 240k một bộ. Em còn ít lắm nhá, số lượng rất ít thôi. Đỏ này, đen này và trắng này tất cả đều còn size M hết. Đỏ, đen, trắng tất cả còn size M hết nhá các chị yêu nhá. Ai lấy bộ nào thì chốt em màu cộng số điện thoại. Chân chị dài mua hay bị ngắn lắm thế à? Trời ơi. 52 cân 1m53 mặc size M nhá Phương Anh Lê nhá. Mặc size M cho em nhá. Chị ơi cái quần này dài mà không sợ ngắn đâu. Trần Phương ạ, à, không sợ ngắn đâu, cái quần này dài lắm. Cái bộ đấy là của kiểu của khác trong này. 52 cân cao 1m53. Đây này nó là đen quần đen đẹp lắm này các chị ạ. Đen quần đen đẹp nhá. Đen quần đen, đỏ quần đen. Không có size XL đâu, hết size XL rồi. 48 cân không mặc vừa đâu Hoan Phạm ạ. À. Em chỉ chốt cho 50 cân trở lên. 48 cân thì hơi kích ấy, cùng lắm là 49 cân thôi. Cùng lắm là 49 cân. Lúc trước đã chốt cho mình bộ trắng size 58 cân đấy rồi. Chị Tươi ơi, có ai chốt cho nhỏ em cũng không nhớ luôn ấy, chắc là chốt rồi đấy chị ạ. À. Nếu mà có thì có chốt rồi nhá các chị nhá. Có thì chốt rồi nha. Hàng này của nhà em loại 1 nên là từ cái bo cổ, bo tay đến bo gấu nó đều là chất umi luôn. Đặng Hương Lê lấy màu trắng. Em có Gucci nữa thôi nhá. Quần cũng được 100 đấy chị yêu ạ. Quần dài 100 luôn đấy. Quần dài lắm, quần dài phết đấy. Đây màu đỏ đây. 60kg hết rồi, Xuân Phạm ơi 60kg hết sạch luôn rồi. Chị yêu nào mà 60 cân cứ để lại cho em số điện thoại dự phòng trong cái đống rộ kia, mai mà số nào mà size L không gọi được em gọi cho các chị nhá. Em gọi cho các chị nhá. Chị yêu nào mà thích màu nào cứ chốt đi. Cứ chốt đi, mai cái đống rộ kia mà không gọi được thì hủy đơn luôn. Đây, đỏ đây, đỏ quần đen đi các tình yêu ơi, đỏ quần đen đấy nhá. Trắng này, trắng, đỏ, đen tất cả đều còn size M. Chị ơi, 60 cân thì em hết rồi, 60 cân hết size rồi nhá các chị nhá. Cái hàng này nó là hàng loại 1 này các chị thấy chưa, từ cái viền cổ này, bo tay này nó đều bằng cái chất u mì hết nhá. Đều là chất u mì hết nhá các chị nhá. 60 cân đợi thì em sang cái Gucci đi, còn cái Fendi này em hết rồi nhá. Hết 60 cân rồi các chị nhá. Quần đây ạ, quần đây ạ, quần có túi nhá các tình yêu ơi, quần có túi nhá. Đặng Hương Lê lấy gì đây? Bộ màu trắng ạ, à? Ok Hương Lê, chị lấy bộ màu trắng cho bao nhiêu cân để em chốt? Em chỉ còn size 50 đến 55 cân thôi nhá Đặng Hương Lê nhá. Đặng Hương Lê nhá, em chỉ còn size 50 đến 55 cân thôi, size L em hết rồi ạ. Đặng Hương Lê có lấy thì em chốt này. 240k các chị ơi, Đặng Hương Lê này. Ở 240k nhá. 49 cân cao 1m50 không mặc được đâu chị yêu ơi.
không mặc được đâu. Lúc đó bắt đầu tắt like không biết có chốt chưa lấy bộ trắng. Ok mai chị em xem lại nha các chị tươi, mai em xem lại nhá. Nếu mà có tên rồi thì chốt, không thì mai em xem lại cho chị yêu nhá. Đặng Hương Lê ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Chị bao nhiêu cân để em chốt cho 240k một bộ nha Nhung Trần nha. 240k chị Nguyệt ơi, 240k một bộ ạ. Cho mình xem màu khác đi để chốt. Mẫu khác à? Ok, bộ này em còn mấy bộ thôi nên là em chốt thôi, em chuyển sang kiểu vu xí nhá. Nhưng cái Fendi này đẹp, em bao đẹp cho các chị. Đẹp quá nhìn là mê, đúng rồi chị Hải Trịnh ạ, đẹp mà. Đẹp lắm ấy, đây này nó là áo khoác nha các chị nhá. Nó là áo khoác luôn nha. Đẹp đẹp. Nó lại còn là chất umi chứ không phải chất cốt tông đâu. Chất umi nên nó rất là đanh. Quần bo gấu mà thủy hoàng. Chị cao 1m64 50 cân mặc size M đẹp luôn Trần Phương nhá. Mặc size M đẹp luôn, 49 cân cao 1m57 vừa nhá. Ủ nỉ Long Phúc, trời ơi lâu lắm rồi mới thấy chị ạ. Lâu lắm rồi mới thấy chị. Em có áo 48 cân không? Ngô Thảo ơi, 48 cân thì hơi ấy một chút nhá. Hơi. Đặng Hương Lê ơi, chị mà không cho cân nặng là em không chốt được cho chị đâu. Chị không cho cân nặng là em không chốt 0169 này. Chị phải cho cân nặng đi, tại vì em chỉ còn size M thôi, 782. Nhung Trần có lấy không? Nhung Trần 0169 này, 782 này, 0653, 0653. Tất cả đều còn size M nhá. Tất còn cả còn đây. Ủ nỉ Long Phúc vừa này, chị Trần Phương vừa này. Váy dạ hơi khó mặc á chị. Váy dạ là váy nào nhỉ chị ơi? Váy dạ là chị bao nhiêu cân? Váy dạ đấy đẹp mà. Có size 60, có hết size rồi. Hết size size L rồi, 58 cân hết rồi. Đặng Hương Lê ơi, em hết rồi nhá. Chị Đặng Hương Lê ơi, hết size của chị rồi. Hết size của chị rồi, mẹ đưa cho con cái bút kia xem. Hết size của Đặng. Hàng Quảng Châu đấy, tình yêu ạ. Phạm Thủy lấy màu trắng nha, em chốt cho Phạm Thủy đi. Ok, em chốt cho Phạm Thủy 52kg. Ok ạ, à, 52kg Phạm Thủy vừa luôn nhá. 58 cân không vừa rồi, Phạm Thủy này. Phạm Thủy này. Hàng Quảng Châu nha, 0394. 0394 này. 0394. 524913. 524 này. 913. Trắng còn mấy bộ thôi nha các chị nha. Trắng này. Trắng này. Cho chị bộ đỏ nhé, chọn cho chị quần dài nhé. Ok, em chốt cho Trần Phương nha. Trần Phương cho em số điện thoại đi chị yêu ơi. Trần Phương có số điện thoại như nhỉ? Ok, 240k em chốt cho Trần Phương này. Trần Phương lấy đỏ nhá. Trần Phương lấy đỏ size M cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Phương lấy đỏ này, size M. Nặng 53 cân vừa nhá chị yêu nhá. Nặng 53 cân vừa. Trần Phương cho em xin số điện thoại này. Ờ chị Tươi ok nhá. Để lát nữa em check lại nhá. Em check lại của chị Tươi nhá. Tiếc quá, tiếc quá. Đẹp lắm ấy. Trần Phương có lấy thì cho em riêng số điện thoại này. Em chốt cho Phạm Thủy rồi nhá. Em chốt cho Phạm Thủy rồi, bộ trắng còn 2, 3, 4 bộ thôi. Bộ trắng còn 4 bộ thôi, tình yêu nào lấy thì chốt luôn đi ạ. Trần Phương có lấy thì cho em. Không có XL ok, 0788. 0788, các chị không mua được cái bộ Umi đẹp như thế này với giá này đâu. 0788 ship 25k thôi nhá. 408 này. 0788, 408, 408. Trời ơi số đẹp thế, còn đúng chưa chị ơi. 0788, 408, 408 bộ đỏ này. Cho một bộ đen chị Nguyệt, ok cho em xin số điện thoại đi chị Nguyệt ơi. Không có XL rồi chị yêu nha, không có XL rồi. Tin Bùi ơi, em không có XL rồi ạ. Chị hừa chị gì đấy? Không có size S đâu ạ. Ok Phương anh Lê, đợi chị xong cái này chị đấy luôn nhá. Nguyệt này chị Nguyệt, Vũ Nguyệt này cho em xin số điện thoại này. Nguyễn Tươi chắc cho phải tìm được. Nguyệt này, Nguyệt Vũ lấy màu gì đây? Lấy màu đen, cho một bộ đen cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Cho em xin số điện thoại đi. 60kg em hết size rồi. 60 cân em hết size rồi nha các chị nhá. Em chỉ còn size cho các chị từ em ơi chị 48 cân 1m57 màu trắng. Hà Loan ơi hơi rộng một chút có đâu không chị? Hơi rộng một chút không chị? Xem lại số điện thoại lúc trước đã chốt. Hải Đăng, Hải Đăng. Hải Đăng à, ok nhá. Em chụp lại màn hình của chị nhá để mai em xem lại. 58 hết rồi. Có đấy mi chị ơi, 56 cân có hết size rồi, còn size từ 50 cân đến 55 cân thôi. Nguyệt chốt thì cho em số điện thoại này, chị Nguyệt chốt thì cho em xin số điện thoại nhá. Em mặc đỏ nhá, màu trắng này ai lấy nữa thì chốt nhá. Màu trắng ai lấy nữa thì chốt này, còn đúng 3 bộ màu trắng thôi. 3 bộ, 1, 4, 5, 4, 5 bộ, 5 bộ màu trắng. Ok chị Nguyệt lấy màu đen này. Đợi chút em chốt đi xong là em thay bộ màu ấy nhá. Có màu đen mà, màu đen chỉ còn size 50 đến 55 cân thôi nhá. 0366 này. 0366 267796 267 này.
0366 ok. 0366 267796 ok nhá. Em chốt cho chị màu đen nhá. Chị Nguyệt màu đen nhá. 240k một bộ nhá các tình yêu ơi, có đen đỏ và trắng nhá. Có đen đỏ và trắng, ai lấy màu nào thì chỉ cần chốt màu cộng số điện thoại cho em thôi ạ. Màu cộng số điện thoại giúp em thôi nhá. Đen đỏ và trắng. Ai lấy màu nào chốt màu cộng số điện thoại cho em. Hải Đăng ơi, lát nữa em xem lại số điện thoại nhá. Vân Anh ơi, em bao nhiêu cân? Em bao nhiêu cân? Bộ này của chị chỉ đến có size từ 50 đến 55 cân thôi. Lê Yến ơi, có size từ 50 đến 55 cân và là 240k chị yêu nhá. 240k. Ai lấy chốt em này, đỏ đen và trắng nhá. Chị có mặc vừa áo trắng không? 1m56, nặng 48 cân. Ngô Thảo ơi, vừa đấy. Màu đỏ 56 cân hơi kích nhá. Màu đỏ 56 cân hơi kích. Ngô Thảo ơi, chị cũng mặc được. Nếu 1m56 thì em nghĩ là mặc được ấy. Em cao 1m56, 56 cân. 1m760 cân. Hết rồi Vân Anh ơi. Vân Anh ơi, chiều nay chị có nhiều lắm ấy, nhưng bây giờ chị hết rồi. Hết size L của em rồi. Chỉ còn toàn bộ là size M thôi. Bộ khác à, lát nữa chị xem nhá. Bộ khác xem có vừa không. Nhưng mà 1m7 chị sợ hơi ấy đấy. 1m7 là sợ hơi dài đấy các tình yêu ạ. 1m7 hơi dài. À hơi ngắn, quần hơi ngắn. Chân dài như là quần ngắn. Đây ai lấy trắng thì chốt trắng hộ em nhá. Ai lấy chốt trắng thì chốt trắng cho em là hết màu trắng này. Còn mấy bộ trắng thôi, ai lấy chốt hết trắng đi. Lê Yến có thích trắng không? Trắng em chỉ còn size cho các chị từ 50 đến 55 cân thôi nhá. Ngô Thảo hơi rộng một chút yêu ạ. Chất là nó là chất umi mà, chất umi dày đẹp luôn mà em yêu ơi. Chất umi nên là dày đẹp luôn nhá, bao đẹp luôn. Đấy. Ok, Phương Anh, đây Phương Anh ơi, chị thử đỏ cho Phương Anh xem luôn nhá, không lại lâu quá. Đây em chuyển sang màu đỏ cho các tình yêu này. Em nên thử đỏ. Chị đứng lên xem xin. Xem ở. Ok, đợi chị thử đỏ xong chị đứng lên cho mọi người xem nhá. Đợi chị thử màu đỏ đã, mọi người đợi em một chút đã nào. Đây em thử sang màu đỏ nhá. Em ơi 56 cân hơi kích đấy, 56 cân hơi bị kích đấy em ạ. 56 cân chị sợ hơi kích đấy. Cái này chỉ chốt 55 cân thôi. 56 cân đợi tí nó có kiểu khác mà em yêu. Đợi chút nha. Còn size tất cả còn size từ 50 đến 55 cân. Còn size từ 50 đến 55 cân thôi các chị yêu nhá. Màu đỏ đây này các chị yêu ơi, màu đỏ đây nhá. Màu đỏ đây. Còn size 50 đến 55 cân thôi. Màu đỏ đây các chị ơi, màu đỏ đây ạ. Đỏ đen nhá. 1m53 55 kg. Vừa nhưng mà quần hơi dài. Lúc chiều chị chốt màu đỏ cao hơn. Lê Yến ơi, nếu mà lúc chiều chốt thì có rồi. Em à, bộ trắng chị 51 cân mặc vừa mà chị Xuyên ơi, 51 cân mặc vừa luôn nhá chị Xuyên nhá. Ngô Thị Thảo ấy hơi rộng, chị yêu ạ, hơi rộng một chút thôi nhưng mặc được. Mặc được. Quần hơi ấy thì chị có thể cắt cho em được không? Đây ạ. Chị Xuyên ơi, chị vừa, chị 51 cân chị vừa màu trắng luôn, 51 cân vừa màu trắng luôn. Màu đỏ em còn 5 bộ, màu trắng còn 5 bộ, màu đen còn 3 bộ. Đấy, tất cả hàng nhà em chỉ còn như thế thôi nhá. Ai lấy thì chốt hộ em nhá. Ai thì chốt hộ em màu cộng số điện thoại đi. Nguyên bộ thôi Ly ơi. Đỏ cũng là quần đen mà. Ồ, bộ này bao nhiêu cân em không vừa đâu Huyền ơi, 58 cân chị hết size rồi. Tất cả chỉ còn size M thôi, không vừa đâu. Đây quần đây các tình yêu ơi, quần đây nhá. Áo đỏ quần đen này, màu đỏ rất là nổi luôn này. Đây, màu đỏ rất là nổi luôn. Đứng lên đây nhá các chị nhá, có túi nhá. Có túi nhá. Đây. Em mặc bộ này thì hơi rộng. 240k nhá Hân Hân nhá. 45 cân không vừa đâu Nga Thu ơi. Chị 45 cân chị mặc rộng đây này. Phải tầm 50 cân. Màu đỏ 52 cân mét. Ok, hưởng đinh vừa đủ vừa đẹp luôn. 1m55 mà 52 cân mặc đẹp luôn nhá. 240k các tình yêu ơi. Chị chốt cho hưởng đinh nè. Đinh hưởng. Chốt cho đinh hưởng bộ màu đỏ nhá. Màu đỏ này không còn nhiều đâu. Ai lấy thì chốt cho này. Hưởng đinh này. Hưởng đinh lấy đỏ đi em yêu nhá. Lấy đỏ. 0888064222. 0888064222. Màu đỏ hưởng đinh nhá. Phan Thị Tấn Phan lấy đỏ à? Ok, tình yêu cho em lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Cho em lại số điện thoại đi ạ. Phan Thị Tấn Phan lấy đỏ nhá. Em 54 cân 1m58 vừa luôn Ly ơi. Ly mặc đẹp, Ly mặc đẹp. Phan Thị Tấn Phan này.
chị yêu cho em xin lại số điện thoại đi. Khách quen nhà em rồi nhưng mà nhiều khách quá em không tra được đâu. Phan Thị Tuấn Phan cho em xin số lại điện thoại nhá. Ok chị yêu, 0123 0123, đỏ còn 23 bộ thôi. 0123 399 6559, 399 6559. Ok, chốt cho Phan Thị Tuấn Phan màu đỏ này. Vân Anh ơi, bộ A đợi chị chút nhá. 57 cân không vừa đâu. 57 Phương Lê, Phương Anh Lê màu đỏ này. Có Phương Anh Lê chị nhỉ? Nhiều lắm, lúc thì theo mưa làm trùng thật trùng. Phương Anh Lê chị chốt chưa nhỉ? Ok, chốt cho Phương Anh Lê này. Từng người một nhá. Hoài ơi, chị chốt từ bao giờ mà bảo thêm màu đỏ ạ? Phương Anh Lê 09, chị chốt từ bao giờ đấy chị yêu ơi? 0974 293 447, 293 này 447, trời ơi từ chiều này. Phương Anh Lê màu đỏ nữa này. Chị Hoài ơi, chị lấy cái gì ạ? Chị Loan ơi, chị lấy màu đỏ à? Loan cho em số điện thoại đi chị Hoàng. Chị Loan ơi, cho em số điện thoại đi ạ. Chị Loan cứ cho em xin số điện thoại đi nhá. Loan Hoàng này. Chị Loan yêu quý ơi, cho em xin số điện thoại đi, em lấy hai bộ được miễn tiền. Không em ơi, hai bộ muốn 25k tiền ship nhá. Đâu em xem nào. Em đặt đầm vào quần chưa thấy à? Ly ơi, bây giờ mới đặt à hay là bây giờ em một bộ trắng á, bây giờ em mới đặt à Ly ơi? Ok, Khánh Hoàng màu đỏ này. Trời ơi các chị ơi, shop common rồi, shop common rồi, có nhiều người chưa chốt được rồi. Không có háo 2 giây đâu em yêu ơi, chốt cho Khánh Hoàng này. Chị Loan ơi, cho em số điện thoại đi, em chốt cho chị. Khánh Hoàng, Ly lấy màu gì nào, Ly lấy màu gì thì chốt luôn à, màu đỏ còn đúng 2 bộ luôn. Khánh Hoàng này, 0964 0964 0964 688 275. Sao em bố về chưa? Phạm Hoài à, Phạm Hoài vừa lấy à? Ok, thế lấy luôn một bộ màu đỏ đấy nhé chị yêu nhá. Phạm Hoài đây mẹ tìm nhá, vừa giờ hay là chưa? Vừa lấy xong. Chết rồi, Phạm Hoài ơi, hết rồi ấy. Bộ con mặc đây này. Hết rồi, lấy chị cho chị 5 nữa chị ấy rồi. Ly ơi, em đặt một đỏ một trắng á. Chị chốt chưa nhở, chị chốt cho Ly chưa nhở? 0975 546, chị chốt cho Ly chưa? Ly ơi, lúc ấy chị chốt cho Ly chưa? 546 455. Thôi chưa, không cần tìm nữa. Ok nhá chị Loan nhá. Hết đỏ rồi các chị ơi, Vân Thanh ơi chị hết đỏ rồi. Chị Hoài ơi, em hết đỏ rồi ấy. À chưa à, thế thì hết rồi Ly ơi, chị còn trắng với đen thôi. Đang chụp lại màn hình mà khó quá này. Đây này, trước cho chị Loan nốt màu đỏ này em thử màu đen lên nhá. Ly ơi, chị hết đỏ rồi. Phạm Hoài ơi, em hết đỏ rồi ạ. Bây giờ còn đen với trắng thôi nhá. Tình yêu nào lấy thì chốt luôn của em nhá. Hết trắng trước cho chị Loan. Kiểu quần cái đỏ này là sao thế nào? Đấy, đây này quần nó. Đâu phải đâu phải quần đúng rồi đấy. Đúng rồi, sai mà. Hết đỏ rồi các chị yêu ơi, hết đỏ rồi nhá. Vân Thanh ơi, em hết đỏ rồi. Vân Thanh có thể chuyển sang một bộ khác được không? Ly ơi, Ly em lấy trắng nhá, chị hết đỏ rồi. Ly ơi, bộ chị mặc là cho chị Loan rồi, chốt từ đầu rồi. Ồ chết rồi, thiếu hai màu đỏ rồi các chị ơi. À đây. Trời ơi, sao lại có một cọc đỏ thay L đây nhở? Thay L. Ôi trời ơi, vẫn còn một cọc đỏ nhưng mà toàn thay L các chị yêu ơi. Lúc này ai đặt thay L thì vào đây chốt của em đi. Còn đỏ thay L nhá. Còn khóc một cọc đỏ thay L này các chị yêu này. Thế Ly lấy trắng nhá, Ly lấy trắng nhá. Chốt cho Ly bộ trắng nhá. Đỏ còn thay L, ta thay to nhá. Đây chốt cho Ly màu trắng này. Phạm Hoài ơi, chị có lấy đen được không? Chị lấy đen được không ạ? Đen đẹp mà. Chị Hoài ơi, chị lấy thêm bộ đen được không? Đây chị chốt cho Ly một bộ trắng đi, không là không được gì này. Chốt cho Ly Nguyễn này. Bây giờ em còn đỏ size L cho 56 đến 60 cân, ai lấy thì chốt nha. Ly Nguyễn này.
0963 886 770 240k dạ. Các chị ạ. 0983 này. 0963 này. 886 770. Ok. Size L là từ 56 cân đến 60 cân. Còn màu đỏ em sót một cọc màu đỏ, em tưởng là em hết rồi. Em chỉ mặc em bao nhiêu cân nhỉ Ly ơi? Em mặc em 54 cân em chỉ mặc M thôi. 54 cân em mặc M thôi ạ. Em ơi không không vừa size L đâu. Ly này. Đen chị lấy rồi à? Thế chị có lấy trắng không? Chị yêu chị có lấy trắng không? Đỏ 53 cân hết rồi đấy các chị yêu ạ. Đỏ 53 cân hết sạch rồi. Ờ, Dung Phạm cho em bộ trắng ok nhá. Dung Phạm Kim là bộ trắng này, trắng sắp hết rồi em. Trắng này Dung Phạm Kim này. 240k các tình yêu ơi, 240k một bộ nhá. Chị Yến Khuyên ơi, chị có lấy size L không? Có lấy size L không? Ồ Lê Yến ok đấy, may quá Lê Yến này. Dung Phạm Kim em chốt cho Dung Phạm Kim là em đang live vào bằng 2 nick nên là chốt nó hơi lâu. Em đang live vào bằng 2 nick nên là các tình yêu thông cảm cho em nhá. Chốt hơi lâu một chút. Dung Phạm Kim này, có thể nick này với nick kia các chị không nhìn thấy nhau nhưng em nhìn thấy cả hai nhá. 0399 này. 0399 677989. 677 này. 989. Ok Dung Phạm Kim này. 56 cân vừa size L luôn. Em chốt cho Lê Yến màu đỏ size L nhá. Đấy may quá chị yêu ạ. Tự dưng lại còn sót một cái cọc màu đỏ size L ở đây. 240k nhá Thanh Phạm nhá, 240k. Đây này em chốt cho chị Lê Yến này. Lê Yến này các tình yêu thông cảm với em đang liver bằng 2 nick nhá. Lê Yến này. 57 cân 0164 0164 này. 0164 276 7490. 276 này 7490. Ok, em chốt cho Lê Yến rồi này. Giảm cái gì cơ bạn ơi, không giảm được đâu nhá. Chốt cho Phạm Thị Ngát size M màu trắng. Ok, chốt cho chị Phạm Thị Ngát size M màu trắng nha. Nhanh tay không là còn 3 bộ nữa là hết này. Em chốt cho Phạm Thị Ngát này. Đấy, Thảo Moon, thank you Thảo Moon ghim giá cho chị nhá. Thank you Thảo Moon này. Phạm Thị Ngát đợi. Phạm Thị Ngát này 0918401657. Ok, chị Khuyên vừa size L luôn nhá. Cho chị bộ đỏ 56kg. Ok chị Hằng. Từng người một đi, em chốt từng người một đi, hai bên rộng quá rồi này. Chốt cho Thủy. Thủy này. Chốt cho Thủy. Thủy, Thủy Nguyên nha, chốt cho Thủy Nguyên đã nhá. Chốt cho Thủy Nguyên này. 0986571143. Trời ơi, chốt bằng 2 nick. 0986571143. Ok này. Có chị Hằng ở đây chứ nào. À, Phạm Thị Ngát. Ốp, em chốt cho Nguyễn Hằng bộ đỏ nhá. Nguyễn Hằng bộ đỏ này. Ok, em chốt cho chị Hằng bộ đỏ 56kg này. Em chốt cho chị Nguyễn Hằng này. Nguyễn Hằng này. 0335485959. Ok chị Hằng này. Đấy. Chị bộ đỏ bao nhiêu? 50kg không vừa bộ đỏ đâu các chị yêu ơi. Ok chị nhá. Ok các tình yêu. Đây chị ghim cái của Thảo Moon lên nhá. Thank you Thảo Moon nhá. Thích màu đỏ nhưng không vừa rồi Ly ơi. Vải Umi nhá. 1m54-53 cân đỏ hết rồi. Đỏ còn 55 cân đến 60 cân thôi. Em còn 2 bộ đỏ 50 đến 60 cân. 50 à quên 55 đến 60 cân. 2 đỏ, 3 đen và 1 trắng. Đấy cái quần đâu. Đấy cái quần này nó còn đâu. 2 đỏ, 3 đen, 1 và 1 trắng nha các tình yêu nha. 240k, trời ơi đen của nó đẹp lắm. Đen là quần đen thôi các anh chị nhá. Đen là quần đen luôn nha. Em như thế này các chị có nhìn thấy không? Đen là quần đen nha. Có túi nha các chị yêu ơi, có túi nha. Đây ạ, form dáng của nó cực kỳ đẹp luôn. Chất Umi bao đẹp luôn nhá. Chất Umi bao đẹp luôn. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà chất của nó thích lắm các chị ạ. Chất thích lắm, cả đường bo tay này nó cũng bằng vải Umi luôn. Cả đường bo tay. Trắng 55 cân vừa nhá, Phương Quy nhá. Trắng 55 cân em còn đúng một bộ. Trắng 55 cân còn đúng một bộ nhá. Hai bộ đâu? Đây, ok. Trắng 55 cân còn hai bộ nhá. Hai bộ trắng 50 đến 55 cân. Hai bộ đỏ 55 đến 65.
Chị ơi, Thu Thủy ơi, chị có màu đỏ thôi, em không còn đen đâu, đen còn size M thôi ạ. Thu Thủy vừa màu đỏ nhá. Thu Thủy vừa màu đỏ ạ. Các chị 56 cân đến 60 cân chốt màu đỏ cho em, chỉ còn duy nhất màu đỏ là có size L thôi ạ. Còn hai đen, hai ba đỏ và hai trắng. Đấy. Tình yêu nào lấy thì chốt luôn này, lúc chiều chị với bây giờ là một ok Lê Yến nha, mai em sẽ dồn đơn nhá. Mai em dồn đơn nhá. Tình yêu nào lấy này. Cho em bộ trắng Hiền lấy bộ trắng ạ. À. Hiền lấy bộ trắng còn size M thôi nhá Hiền nhá. Hiền Nguyễn này trắng size M này. Trời ơi, đây con mình hai bên lại thi nhau trôi trôi ở mầm này này. Em từng người một, từng người một, từng nick một. Đâu nè. Hiền này, chị cho Hiền Nguyễn này. Đợi chút nha, em đứng lên cho Hiền Nguyễn nha. 0919 0919 này. 0919 623 069 623 này. 069 ok. Chốt cho Hiền này. Ờ, cho chị đỏ size L. Ok Phạm Hoài cho em số điện thoại đi. Anh Ngọc là đen M, anh Ngọc nghĩa là đen size M này. Anh Ngọc là. Chị Phạm Hoài ơi, đỏ size L cho em xin số điện thoại nhá. Đỏ size L cho em xin số điện thoại nhá. Anh Ngọc này. Em chốt cho anh Ngọc Nguyễn này. Đen size M này. 0962047685 0962047685 Ok anh Ngọc nhá. Chị Phạm Hoài cho em số điện thoại đi. Một bộ đen 49 cân. Lily là một bộ đen 49 cân à. 49 cân hơi bị kích một chút nha em ơi. Đen 54 cân ok, chốt cho Linh Phạm đi. Hết nào, hết này đen. Ok nè Linh Phạm này. Yến ơi em đừng chốt, 49 cân mặc hơi rộng đấy, chị chốt cho Linh Phạm rồi. 0766 978 769 0766 này. 0766 978 769. Đỏ size L cho em số điện thoại đi chị Phạm Hoài ơi. Trắng 53kg, ok. Trắng 53kg này. Cho con đỏ vào luôn đi. Em chốt cho Vân Thanh nhá, chốt cho Phạm Hoài nhá. Đúng rồi, đúng con. Chất Umi mà. Em không cho kiểm tra hàng đâu. Nếu mà chị nào muốn kiểm tra hàng thì gửi đơn cho em nhá. Bao đẹp cho các chị luôn, bán hàng uy tín luôn. Nên là các chị yên tâm luôn nhá. Kiểm tra hàng á, các chị mệt lắm các chị ạ. Bộ em đẹp như thế các chị sở ra, các chị nhiều lý do lắm. Nên là các chị cứ nhận hàng đi, trường hợp không vừa em cho đổi thoải mái mà. 0377825825 0377825905. Em chốt cho Phạm Hoài rồi nhá. Em chốt cho Phạm Hoài rồi nhá. Vân Thanh này. Vân Thanh một bộ trắng cuối cùng 53kg dành cho Vân Thanh nhá. Bộ trắng cuối cùng dành cho Vân Thanh nhá. Vân Thanh này hết trắng nhá. Hết trắng là chuyển sang kiểu khác nhá. 0985217705 0985217705 chắc là Vân Thanh này. Hết này, Vân Thanh là hết bộ trắng nhá. Bộ trắng hết rồi Hiền ơi, bộ trắng hết. À, em 55kg vừa bộ trắng mà. Phương Quy ơi em hết trắng rồi. Phương Quy ơi em hết trắng rồi. Còn một đen size M và một đỏ size L. Màu trắng tí sang kiểu khác nha chị yêu ơi, màu trắng tí sang kiểu khác nha. Màu đỏ có kiểu khác thôi Thu Hà ơi, màu đỏ. Bộ trắng hết rồi nha. Bây giờ còn một bộ đỏ size L. Một bộ đỏ size L và một bộ đen size M. Tình yêu nào lấy thì chốt em nhá. Đỏ size M và đen size L. Size M của em là từ 50 đến 55 cân. Size L của em là từ 50 56 đi đến 60 cân nha các chị yêu nhá. Còn duy nhất một đen và một đỏ thôi. Ai lấy thì 49 kg á. Kể ra thì mặc cũng được tại vì chị 45 cân chị đang rộng đây. Lấy cho cô 5 bộ đi còn Trần Dung ơi sao vậy? Ok, xong cái này là em chuyển luôn nhá. Xong cái này là em chuyển luôn. Trần Dung ơi cô lấy cái gì đấy? Lấy gì mà lấy 5 bộ ạ? À? Đỏ đây, đỏ chỉ còn một bộ thôi. Đỏ còn một bộ thôi. Đỏ là quần đen nhá Hà nhá. Đỏ là quần đen, một bộ size L cho các chị từ 56 đến 60 cân. 56 đến 60 cân, đỏ size đỏ là quần đen, đỏ đen, áo đen, quần đen và áo đỏ quần đen nhá các chị yêu nhá. Một đen size M cho các chị từ 50 đến 55 cân và một đỏ size L cho các chị từ 56 cân đến 60 cân. Ai chốt nốt của em là hết kiểu này nhá. Ai chốt nốt là hết luôn là em chuyển sang Gucci nhá. Gucci cũng có đỏ đen trắng luôn. Gucci có đỏ đen trắng luôn nhá các chị nhá. Ok, xong thì em chuyển luôn nhá chị Quy ơi, xong là em chuyển luôn. Còn hai bộ, một bộ
size M đen. Ok, chốt cho Lily size M đen hết này. Thôi, chưa nhận được à em? Chốt cho Lily này, màu đen này. Vân Anh lấy đạo, ok, chốt cho Vân Anh đi. Hết rồi. Hết rồi nha Vân Anh nhá. Chốt cho Vân Anh là hết rồi nhá. Lily 096 ơi 5 4096 5408. Anh không ba ăn một con rồi. Lily ơi, sai số điện thoại rồi nhá. Vân Anh ơi, quần hơi ngắn đấy. Cho em bộ đỏ đó đi chị. Thu Hà bộ đỏ size L, đúng rồi, Thu Hà có lấy này. 0965 này. 0965. Lấy kiểu khác đi Vân Anh ơi, chị sợ quần ngắn đấy. 540. 0965. 0965. 540408. Ok này, Lily là đấy đen này. Tí nữa bạn nào lấy. Thu Hà cho em số điện thoại đi. Thu Hà ơi, cho em xin số điện thoại đi nhá. Đây cái này đút phạt túi cho em chuyển mẫu nha. Thu Hà có lấy thì cho số điện thoại để em chuyển này. Thu Hà lấy đỏ size L thì cho em luôn là em hết này. Hết sạch đỏ này. Cái này đen để tí bộ em con cởi cái này ra rồi mẹ rất là luôn. Áo đỏ quần đen nhá chị Thu Hà nhá. Áo đỏ quần đen nhá. Chị yêu ơi, có lấy thì chốt luôn này, em chốt cho Thu Hà này. Thu Hà cho em xin số điện thoại đi. Là hết. Hết hàng này luôn. Hết hàng này luôn, em chuyển sang kiểu khác nhá. Thu Hà cho em xin số điện thoại này. 0982. Chị Yến đợi em chút em chuyển nhá. 0982 này. 955485. 955 này. 4 này, 8 5. Ok, 0982. Màu đen hết rồi. 955485. Ok, em chuyển sang kiểu khác nhá. Em chuyển sang Gucci nhá các tình yêu ơi, em chuyển sang đỏ Gucci nhá các chị nhá. Được đấy ạ. Chuyển sang vu xì nhá các chị ơi, vu xì có 3 màu, đỏ, đen và trắng nhá. Đỏ, đen và trắng, size như thế luôn, hai size ML luôn, nhưng mà để em xem là còn những màu gì. Tại vì cái này ít lắm, cái này có 40 bộ thôi, tình yêu nào lấy thì chốt luôn hả em này. Vu xì có 40 bộ thôi nhá. Vu xì em có 40 bộ thôi. Vu xì này các tình yêu ơi, vu xì đây nhá. Bộ đen hết rồi, tình yêu ơi, bộ đen hết rồi nhá. Ai cho Gucci đây này. Gucci cũng có đỏ đen trắng này. Sọc Gucci và quần sọc Gucci nhá các chị ơi. Đây ạ, sọc Gucci và quần sọc Gucci luôn. Cũng 240k một bộ, mác đây, mác Gucci luôn nhá. Ai lấy thì chốt hộ em nhá. Phong ơi, điện thoại đâu? Mẹ tưởng con điện thoại mẹ con đang cầm. Màu xanh không? Không, ở đấy màu mới. Không, màu điện thoại kia con. Để lấy ở chỗ đấy. À đây rồi. Ê, ok con, ok. Áo đỏ quần trắng. Áo trắng quần đen, áo đỏ quần đen và áo đen quần đen. Tất cả đều quần đen, chị không có bộ len đâu. Anh Kiên ơi, em không vừa đâu. Em không vừa đâu em ơi. Xem trắng à? Ok, đây để em lấy cho chị một bộ trắng để test size M từng cái một cho em. Đợi em một phút em cho chị xem trắng nha. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Để em mặc đỏ, em mặc 60kg á, 60kg phải cao tầm 1m6 nhá. Lily lại không lấy màu kia. Lily không lấy đen à? Thế ai vừa hỏi đen ấy nhở? Thế mẹ bỏ bộ đen ra đây đi. Đổi cho Lily Gucci. Đổi cho Lily Gucci size M màu đỏ. Ok. Gucci màu đỏ nhá, đổi cho Lily nhá, size M nhá. Đây là cọc size M đây. Đấy, chút là cho Lily, chị đổi cho Lily rồi nhá.
không có bộ chui đâu, các tình yêu ơi, không có bộ chui đâu. Cái này có đỏ đen trắng nhá, cái này có đỏ đen trắng, ai lấy đi chốt em này, đỏ đen trắng đi. Đen 56 cân lít L nhá, Huyền Hoàng nhá. Các chị ơi, thế này cho em thì cho nhanh nhá. Cân nặng cộng màu cộng số điện thoại em chốt hàng được nhá. Cân nặng cộng màu cộng số điện thoại cùng một dòng cho em đi các tình yêu ơi. Cân nặng cộng màu cộng số điện thoại cùng một dòng cho em thì em mới chốt hàng được, chứ các chị mỗi người một dòng là em không vừa đâu. 58 cân vừa size L nhá, 58 cân vừa size L luôn. Vu xì đỏ, vu xì đen và vu xì trắng, tất cả đều là quần màu đen. Tất cả đều là quần màu đen, em không có nhiều đâu, 40 bộ thôi. Tình yêu nào lấy thì phải chốt nhanh nhá. Giống như bạn Thảo Moon ghim cho em kìa. Màu cộng số điện thoại cộng cân nặng nhá. Size L là to nhất, Linh Kiều ơi, size L là to nhất chị yêu nhá. Chị Phương ơi, màu trắng đây, mẹ đưa cho con một bộ màu trắng, áo trắng ở đây đấy. Phương ơi, Phương đợi em, em lấy màu trắng cho chị em luôn, màu gì cũng sao chị được. Đợi em nhá, em lấy cho chị Phương xem màu trắng luôn nhá. Màu trắng đây, Phương ơi, màu trắng đây. Tất cả là quần như nhau hết nhá, đây là trắng, trắng và đen. Size L to nhất, size L to nhất, trắng đỏ đen, sập u xì nhá. Phương Quy có lấy thì chốt cân nặng cộng màu cộng số điện thoại cho em. Các chị lưu ý là phải cân nặng cộng màu cộng số điện thoại cho em. Quần không màu trắng em, cả bộ em không có màu trắng đâu, cả bộ màu trắng mặc không đẹp đâu chị ơi, mặc nó đẹp nhưng nó bẩn lắm thật đấy. Cả bộ màu trắng mặc làm gì chị, bẩn lắm ấy. 60 kg, bộ đỏ cao 1m58, ok Ngô Yến Ngô này, đợi em một phút nha. Không có mẫu khác được đâu các tình yêu ơi. Hãy để xem chuẩn sai nhé, không là không, gì có 3 bộ nữa. Đây là cùng loại như nhau đúng không? Nào bắt đầu chốt hàng đi. Bắt đầu chốt hàng đi. Chốt cho Ngô Yến Ngô này một màu đỏ này. Size L này, ok chị Ngô Yến Ngô một màu đỏ. Size L ok đây rồi. Ok Lê Yến ơi, mặc màu đen à? Ngô Yến Ngô. L ở ngoài này. Em chốt cho Ngô Yến Ngô này 0906 này. 0906 439655 439 này 655 Ngô Yến Ngô nhá. Vi Điệp ơi, em lấy bộ đỏ này nữa à? Bộ đỏ này là size M nhỉ? Ok, chốt cho Vi Điệp này. Màu đỏ size M này. Đây là L mà. các tình yêu nhá, 240k. Ok, chị chốt cho Vi Điệp màu đỏ size này. Hà Lê lấy màu đỏ cộng cân nặng cộng số điện thoại đi, Vi Điệp dồn đơn này. Ok, Vi Điệp này. Rồi. 240k nhá, chị mặc màu đen đi em xem với. Ok, mặc màu đen luôn. Đen hình như là còn ít lắm. Ngô Nhung màu đỏ 58 cân vừa. Ok, chị đợi chị chốt đã nha Vân Anh ơi. Màu đỏ là size màu đỏ gì á? Là sao? Chốt cho Hà Lê này 58 kg này. Đây chốt cho Hà Lê size L nhá. 10 giờ sáng gửi cho chị địa chỉ. Ok chị yêu luôn. Ok chị yêu luôn nhá. Hà Lê này. Trời ơi. 0948 này. 0948 này, 261 là 459, 261 này, 459, 0948, 0948, 261, 459, ok luôn này, chốt cho Hà Lê này, ok nhá, cho chị xem trắng ạ, à. Ok, không có sen nhung đâu Thu Hà ơi, màu đỏ là gì Đinh Hương ơi, ok, đây để chị mặc màu đen nhá, mặc màu đen cho mọi người xem nhá, đỏ đẹp mà, đợi em mặc đen lên nhá. Không
có nhiều đâu các chị ạ, ít lắm, có 40 bộ thôi. Ai lấy số em, còn sai thì em báo hết sai thì thôi nhá. Còn sai thì em báo hết sai thì thôi nhá. Các tình yêu nhá. Đây nhá, đen mờ hình như bộ này mỏng hơn bộ này thì nó cũng là chất umi, nó cũng là chất umi em ạ. Nói chung là những chất này nó không dày bịch đâu các chị ơi, nó không dày bịch mà nó cũng không lót đâu nha, không lót đâu đấy đấy, quan trọng là cái chất hoa đây. Mà bao giờ màu đen cảm giác mỏng hơn chị yêu ơi. Váy em về nó toàn màu ấy thôi, không có màu trắng. Chị ạ, mai có màu trắng về em vẫn nhớ chị mà, em vẫn nhớ đơn của chị mà chị ơi. Đây nhá, trắng nhá các chị nhá, trắng đỏ và đen nhá, trắng đỏ và đen ba màu nhá. Size từ 50 cân đến 60 cân luôn nhá, size từ 50 cân đến 60 cân. Màu đen cảm giác nó mỏng hơn nhưng mà thực ra nó cũng thế các chị ạ. Màu đen bao giờ cũng cảm giác nó mỏng thôi nhưng mà nó là như nhau đấy. Tình yêu nào lấy ra thì cho em này. Tình yêu nào lấy thì cho em nhá, bao đẹp cho các chị luôn nhá. Bao đẹp cho các chị luôn. Còn một bộ thay màu với kiểu khác. Em có 3 màu nha Ngân Biển ơi, em có 3 màu, không có dạng mới về đâu Diệu Linh ơi, không có dạng mới về đâu. Đen này các chị này, đen này, đen là quần đen, trắng là quần đen và đỏ là quần đen. 52 cân trắng. Ok thì em chốt cho chị nhá. 52 chỉ mua thay màu thôi. Em ok em biết chị rồi, em cho chị nha. Hai mai em đưa con em đi học em cho chị luôn, hoặc chiều em ship chị luôn để xem còn cái bút này vừa đâu. Không gom được hay vừa nhá con kia em cái này được không? Ok chị Trang này, à mai này còn rượu vào 240k. Chị một bộ đen 56 cân. Ok, chốt cho Hoàng Huyền này một bộ đen size L này. Em chốt cho Hoàng Huyền một bộ đen size L nhá. 240k các tình yêu ơi, em còn ít lắm, còn có mấy bộ thôi. Ai lấy thì chốt đi. Hoàng Huyền này. Em chốt cho Hoàng Huyền rồi nhá. 0397 0397 này. 0397 0397 35 Vi Điệp, mẹ tìm của con đơn Vi Điệp ở góc này đấy. Ok, đổi cho em màu ấy nhá. 7777. Có 3 màu các chị ơi, có 3 màu. Vi Điệp đấy, đây bỏ màu đỏ đó. Bỏ màu đỏ lấy màu đen nha Vi Điệp nhá, chị đổi cho em màu đen nha. Hai màu thì bỏ màu đỏ lấy màu đen size M nhá. Mua đi các chị yêu ơi, 240k một bộ ạ. 240k một bộ thôi các tình yêu nhá. Có 3 màu đen, đỏ và trắng nhá. Đen, đỏ và trắng. Ai lấy màu nào thì cho em nhá. Ship 25k các tình yêu ơi, không thể đi ship được đâu. Ship 25k một bộ nhá. Quá rẻ, tiền ship 25k một bộ quá rẻ luôn. Đen, đỏ và trắng các chị ạ. Đen là quần đen, đỏ là quần. Màu đỏ cũng đẹp mà chị. Màu đỏ đẹp, màu đen đẹp, màu nào đẹp luôn. Màu nào đẹp luôn này các chị ơi. Đây, đen, đen là đen quần đen, đỏ quần đen và trắng quần đen nhá. Ok thì Diệp Điệp nhá, chị ấy cho em rồi, chị đổi cho em rồi nhá. Các tình yêu vào chia sẻ bài hộ em đi, mỗi người cho em xin một chia sẻ lên trang cá nhân thôi ạ, không cần nhiều đâu. Mỗi người một chia sẻ. Em còn một cái bộ đen F Fendi này, đen Fendi này này. Không, cả ship là 265k nhá Đình Hoàng nhá. Cả ship là 200. Còn một đẹp bộ đen Fendi nhá. Còn một đen Fendi ai lấy cho em nhá. Đen Fendi dày dặn hơn đấy. Có hai bộ 50k. À ship hai bộ là 25k, một bộ cũng 25k và hai bộ cũng 25k nhá chị Linh Phạm nhá. Em bộ đen size L. Ok, Vân Anh lấy bộ đen size L này. Vân Anh. Vân Anh để chị để đổi áo cho em nhá. Vân Anh nhá, đổi áo nhá. 0889 0888 này. 0 này. Kéo hôm dài. 933992 933 này. 992 này. Để đó. Ok cho Vân Anh rồi nhá. Cho chị màu đen 49kg Ngân Biển à.
49 ký. Hai bộ là cũng mất 25k thôi chị yêu ơi. Em chốt cho Ngân biển này. Ngân biển nhá. 0169826916. Ok. 01 đen size M nhá. Chị lấy màu đen size M. Ngân biển này 0169826961. Ok nhá. Chất Umi nhá, chất Umi nhá. Chất Umi đẹp luôn nhá các chị nhá. Chất Umi. Cả bo tay là Umi luôn. Em ở Sầm Sơn á, Sầm Sơn thì ship 25k thôi mà. Ship sale toàn quốc là 25k thôi các tình yêu nhá. Không lo về ship luôn. Ship 25k toàn quốc luôn nhá. Có 3 màu đen, trắng và đỏ ạ. Đen, trắng và đỏ 3 màu nhá. Gucci nhá, Gucci luôn nhá các chị nhá. Cho chị bộ đỏ size M nữa. Phạm Thị Ngát ok, bộ đỏ size M em dồn đơn nhá. Phạm Thị Ngát không biết ở đâu rồi, cứ đi vào đây dồn đơn á. Chiều hay là vừa xong thôi kệ, mình cứ đi vào đây mai dồn đơn. Ok, em dồn đơn cho chị Ngát này. Vừa xong ở góc này thôi. Thôi không phải tìm ạ. Mai thì Phạm Thị Ngát này. Em dồn đơn cho chị một đỏ size M nhá. Đi dồn là mai nó cấp tiền. Đỏ size M dồn đơn ok. Dồn cho chị Ngát này. Mặc trắng à, em mặc trắng nhá. Mặc trắng cho các chị yêu xem nhá. Đây cả nhà chia sẻ cho em đi. Có người cho em xin một chia sẻ đi ạ. Trắng thì còn lờ nhiều các chị ạ. Trắng thì còn lờ nhiều. M thì còn có 2-3 bộ thôi. Còn trắng thì còn lờ nhiều nhá. Trắng em còn rất nhiều lờ luôn đấy. Ok, Ngô Thị Ngô, Yến Ngô. Lấy thêm một đen à, Ngô Yến Ngô ơi. Hình như chị có đơn rồi đúng không? Ngô Yến Ngô ơi, chị có đơn chưa? Để em lấy cho chị một bộ đen 60kg đấy nhá. Em cho trong Ngô đấy. Cái này ở Kim Đồng. Đây, Ngô Yến Ngô có đơn chưa nhở? Em không có bộ nâu đâu rồi chị ơi. Em không có bộ nâu đâu nhá. Em có đen trắng và đỏ thôi, không có nâu đâu ạ. Ngô Yến Ngô dồn đơn à? Phải Ngô Yến Ngô ơi, chị có đây, đơn đây, đơn Ngô Yến Ngô này. Ngô Yến Ngô đuôi hay 655 có phải dồn không hay là đây đây Ngô Yến Ngô lấy thêm màu đen là khi là màu gì ạ? Để ok nha em chốt cho nghĩa ô Ngô Yến Ngô một đen này. Ok nha em chốt cho chị rồi. Áo màu cam màu em, đổ chị. Em ơi không có màu cam đâu. Hai bộ này, hai bộ mất có 25k tiền ship thôi mà các chị ơi. Một bộ 25k mà hai bộ 25k luôn. Đen trắng và đây. Đỏ nhá các tình yêu nhá. Đen trắng và đỏ nhá, ba màu nhá. Hạng hát này là đuôi 57 dồn luôn này nhá. Đây đây đây, đây. Ba bộ nhá các tình yêu nhá, ba bộ nhá. Lấy sao mẹ giải kim cho con luôn. Đây là màu đen quần đen, màu trắng quần đen và màu đỏ quần đen nhá các chị nhá. Và màu đỏ quần đen có ba màu. Đàm Hiền ơi, nếu mà chốt thì là gửi rồi nhá chị nhá, em không nhớ luôn ấy. Bây giờ hỏi là gửi hàng của ai thì em không nhớ, nhưng mà có địa chỉ rồi là hàng đi rồi chị yêu nhá. Có địa chỉ rồi là hàng đi rồi ạ. Các chị đâu? Đằng sau đấy là áo khoác nhá. Một áo khoác nhá, không phải bộ đâu Phạm Hải Yến ơi, nó là áo khoác đấy. Áo khoác không phải bộ đâu, túi này các chị yêu ơi, túi đây nhá. Ai lấy bộ nào thì chốt hộ em này. Em có size các chị từ 50 cân đến 50 cân cùng lắm là 49 cân thôi, đến 60 cân nhá. 50 cân đến 49 cân đến 60 cân luôn. Ai lấy thì chốt hộ em này, vừa 5 cân túi vàng hết rồi á. Đấy, kia còn đây thôi. Cứ tí kia. Cho em xem bộ đỏ lấy số to nhá. Em ơi bộ đỏ là 60 cân có nhá. 60 cân có size L luôn nhá. Nếu mà em 60 cân đổ lại thì vừa bộ đỏ luôn. Lấy bộ đỏ thì chị chốt. Ok chị chốt cho nhá. Cả nhà ơi, mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi nào. Ba màu luôn, Gucci ba màu luôn nha các tình yêu nha. Đợi chị chút. Ba màu quần trắng,
À, à, quần đen áo trắng, quần đen áo trắng nhá các chị nhá, quần đen áo trắng bao đẹp cho các chị luôn đấy. Áo đỏ quần đen, áo đen quần đen và áo trắng quần đen, tất cả đều là quần đen hết ạ. Tất cả đều là quần đen, nó chỉ khác nhau ở màu áo thôi. Nó chỉ khác nhau ở màu áo thôi, tại vì cái sọc quần này thì nó giống nhau mà các chị. Sọc quần sọc áo nó giống nhau nhá. Ngu xì rất là trẻ trung luôn nhá. Các chị mặc bộ này đi giày thể thao vào thì cực là đẹp luôn. Chất này không phải là phông cũng không phải cốt tông mà nó là chất umi nhá. Chất umi, ngay cả cái viền cổ này đến cái viền tay, đến cái viền tay và viền bo gấu đều là chất umi hết các tình yêu ạ. Đều là chất umi. Umi luôn nhá. Đây này cái vải của nó bên umi luôn nhá các chị nhá. Ai lấy? Ủa bạn đang mặc là size gì vậy đứng lên. Em đang mặc là size M nhưng em bị rộng nhá các chị nhá. Em bị rộng. Bộ size M của em phải từ 50 cân trở lên. Size L là từ 56 cân trở lên đến 60 cân. Đấy. Các tình yêu nào mà trong khoảng cân nặng đấy thì chốt giúp em nhá. Em à, em mặc size M nhưng em mặc rộng lắm chị ơi. Em có 45 cân em mặc rộng lắm các chị ạ. Em 45 cân em mặc bị rộng đấy các chị ạ. Nên là em chỉ chốt cho các chị từ 50 cân trở lên thôi. 50 cân trở lên thôi chứ 45 cân như em là bị rộng nhá. Cái bộ này nó là áo khoác các chị ạ. Nó là áo khoác nên là các chị có thể mặc áo 2 dây này hoặc là áo len bên trong được nhá. 2 dây hoặc áo len bên trong được. Áo khoác rất là tiện luôn. Tiện mà đẹp, dáng thể thao đẹp luôn ạ. Màu đỏ, màu đỏ, màu đen. Màu đỏ, màu đen và màu trắng em đang mặc. Đỏ, đen, trắng luôn nhá các chị nhá. Các chị lấy màu nào chỉ cần chốt của em thôi. Hải Yến ơi, 44 cân không mặc vừa đâu. Em yêu ơi, 44 cân không mặc vừa đâu. Size của nó phải từ 50 cân trở lên. Chị ơi, chị bao nhiêu cân? Em 48 cân thì còn hơn chị mấy cân thì may ra còn mặc được. 48, 49 cân vẫn mặc được. 46 cân không vừa đâu Nga Hoàng ơi. Nó là umi nhá Phương Hà nhá. Nó là umi, trơn, không phải thô đâu ạ. Umi trơn, các chị biết cái quần umi chưa? Quần legging chưa? Đấy. Quần chất umi nhá, chất phải umi nhá. Cho em bộ đỏ size L nha chị. Em 60kg, em ở Thanh Hóa. Ok, Vũ Đình Hoàng màu đỏ size L đi. Chốt cho Hoàng nhá. Vũ Đình Hoàng này. Hay nào. Đình Hoàng này. Em ở Thanh Hóa, mai bên chị gọi điện nhá. 0398 0398 240k các chị ạ. 0398 983757 983757. Ok Đình Hoàng này. Em thích rộng thoải mái, size M 54 cân. Không ôm đâu em ơi, vừa nhá. Em mặc rộng không đẹp đâu, mặc rộng quá không đẹp đâu. Linh Phạm nhá. Em chỉ mặc size M thôi, 54 cân chỉ mặc size M thôi. 65 cân không vừa đâu nhá Hải Hoàng nhá. 65 cân không vừa đâu, em chỉ chốt cho các chị 60 cân đổ lại thôi. Em mặc size M đi, em không cần mặc rộng quá đâu. Nó là chất umi mà, nó co giãn thoải mái mà em. Co giãn thoải mái luôn nhá. Nếu mà thích rộng quá thì mặc size L cũng được. Thích rộng thì em mặc size L cho chị cũng được nhá. 46kg không vừa đâu, em ơi 46kg không vừa đâu. 60kg mặc được nhá Ngọc Quy nhá. 60kg chị mặc đỏ hoặc đen cho em. Đỏ đen trắng đều có size nhá. Đỏ đen trắng đều có size 60 cân luôn ạ. Đỏ đen trắng đều có size 60 cân luôn nhá các chị nhá. Em ơi 48 cân 49 cân thì nó hơi rộng ấy Diệp nhá. Nó hơi rộng một chút đấy. Đấy là chị nói trước. Hơi rộng đấy. Quần bo ống. Quần bo ống nhá các chị yêu nhá. Quần bo ống ở dưới nhá. Quần bo ống, cái bo của nó bằng chất umi luôn. Cái bo của nó bằng chất umi luôn các chị ạ. Ai lấy cho em nha. 240k một bộ các tình yêu nha. 240k một bộ. Có 3 màu đỏ đen và trắng ạ. Đỏ đen và trắng. Chị yêu nào lấy bộ màu nào thì chỉ cần chốt màu cộng số điện thoại cho em thôi là em chốt cho các chị luôn. Luôn và ngay. Ok. Chị Thu ơi quần bo ống mặc đẹp mà chị. Quần bo ống mặc. Em 60kg mặc chật không mặc được mà em. Size L của chị đến 60 cân ấy. Size L của chị đến 60 cân luôn nhá. Không có 70 cân đâu mắt nai ơi. Không có 70 cân đâu. Đến size đến 60 cân là nhiều nhất rồi. Đấy, đến size 60 cân thôi. Ba màu rất là đẹp. Ba màu này vì nó kết hợp với quần đen nên là màu nào cũng rất là nổi luôn. Kể cả mặc đen với đen cũng đẹp nha các chị nhá. Kể cả các chị mặc đen với đen. Vâng, em cảm ơn chị nha. Chúc chị ngủ ngon nha chị ơi. Chúc chị ngủ ngon nha. Màu đỏ này các chị này, màu đỏ, quần đen, màu trắng, quần đen và màu đen, quần đen.
tất cả đều là quần đen và tất cả cái này đều là chất umi hết nhá. Ba màu của em đều là chất umi luôn, hàng gu xì nhá, hàng gu xì. Liên Bích ơi, chị hỏi gì nhở? Trời ơi, không thấy Liên Bích đâu nhở? À, 55kg, trời ơi, sorry chị, 55kg, chị mặc size M cho em nhá. Linh Phạm, em có đơn chưa Linh Phạm ơi? Linh Phạm có đơn chưa? Linh Phạm có đơn chưa để chị lấy cho? Linh Phạm lấy M nhá, có đơn chưa? Linh Phạm lấy trắng M nhá, em yêu nhá. Linh Phạm có đơn chưa? Không thì cho chị số điện thoại đi Linh Phạm ơi. Một bộ đỏ 50 cân, ok, Thu lấy màu đỏ 50 cân này. Em chốt cho chị Nguyễn Thu màu đỏ 50 cân này. Đấy, cứ như chị Thu là nhanh nhất này. Nguyễn Thu này, Nguyễn Thu màu đỏ 50kg, ok. 0169 này, 0169 762 8864 762 này, 8864 0169 0169 762 8864, ok chị Thu nhá. Em mới lấy một bộ đen à, ok thì em lấy thêm một bộ trắng nhá, size M nhá, Linh Phạm nhá. Con mẹ tìm Linh Phạm nha con rồi nhá. Chiều hay giờ thôi em ơi, cho chị lại số điện thoại đi, chị tí chị không tìm được đâu, cho chị lại số điện thoại, mai chị dồn đơn cho Phạm Linh Phạm nhá. Mai chị dồn đơn cho, chứ bây giờ chị tìm trong cái đống kia là không tìm được đâu. Em cho chị số điện thoại đi, mai chị dồn đơn cho em. Mai chị dồn đơn cho em một bộ trắng hay nữa. Trắng size M, còn hai bộ còn lại là toàn size L, 55 đến cân đến 60 cân nhá. Đỏ đô hay đỏ cờ em, nó không phải là đỏ đô mà cũng không phải là đỏ cờ. Đỏ như thế này chị ạ, nó không phải đỏ cờ đâu mà cũng không phải đỏ đô. Em ơi, Thanh Hóa thì tầm 3 hôm nhá, 3 đến 4 hôm nhá. Nó không phải đỏ đô mà không phải đỏ cờ đâu, nó là cái đỏ như thế này luôn ấy. Đỏ vừa phải luôn, đỏ vừa phải, không tươi quá mà cũng không. Ok Linh Phạm này, 076. Không đấy. 076 này. À nhưng mà chiều 697 vừa xong. 076 này. 697 8769 8769. Ok Linh Phạm nhá. Chốt cho em một bộ này. Ok em luôn. Đấy, đỏ này đẹp mà chị ơi, yêu ơi, đỏ này đẹp mà. Liên Bích ơi, chị mặc size M cho em nhá, Liên Bích nhá. Chị mặc size M cho em, nếu mà chị Liên Bích còn đấy thì chốt em size M nhá. Đỏ đen trắng nhá, các chị yêu nhá. Đỏ đây, đen đây. Trắng nhá. Mày quá đây. Đấy, thấy luôn đơn Linh Phạm xem cái đen nhà size gì ạ. Mày quá đây đây. Đen này các chị ạ, đen gu xì này. Đen gu xì, đỏ gu xì. Ship 25k quá rẻ luôn các chị yêu, công nhận đấy. Một bộ này ship 25k quá rẻ luôn ạ. Các chị không lo về tiền ship luôn nha, không lo về ship luôn. Ship là cực kỳ rẻ luôn ạ. Đây, sọc quần, sọc áo nó giống nhau nha. Chị Hoan ơi. À, chị đặt màu đen rồi à, thế chị lấy thêm màu đỏ này đi. Chị yêu, chị lấy thêm màu đỏ này đi, em dồn đơn cho chị. Dồn đơn cho chị hai bộ, chỉ có mất hai bộ cũng chỉ mất có 25k tiền ship thôi chị yêu ạ. Hai bộ mất có 25k tiền ship thôi nha. Chị có lấy thì em dồn đơn cho chị luôn nào. Dồn đơn luôn cho chị Hoan nha. 52kg mặc M thôi Trần Hương ơi. 52kg chị chỉ mặc size M thôi, không mặc được size L đâu chị nhá. 52kg chỉ mặc vừa M thôi. Size L của em 56 cân đến 60 cân, cùng lắm là 55 cân. Bạn nào 55 cân vừa mặc. Bộ đen là 240k mà các chị ơi, 240k một bộ nhá. 240k một bộ. Các tình yêu nha. Bao đẹp cho các chị luôn. Bao đẹp cho các chị luôn. Ai lấy bộ nào thì chốt cho em nhá. 56 cân thì mặc phải mặc size L rồi chị Luyến ạ. 56 cân bắt buộc chị phải mặc size L rồi. Năm sáu cân mặc L cho em. Bộ đen là 240k mà. Chị chờ lấy lại khác, ok chị nhá. Ok chị, không sao ạ. Em hôm nay em chỉ còn loại này thôi. Nếu mà chị... mẹ hôm nay có gì? Ơi, ở trong đây có gì? Cái gì đấy, con điều khiển đi. Cho em một bộ đen 46 cân nữa chị. Điệp ơi, 46 cân không vừa đâu. Em ạ, à, 48 cân thì còn mặc được, chứ 46 cân không vừa đâu Điệp nhá. Diệp nhá. 46 cân rộng đấy, em yêu ạ.
46 cân mặc được đâu chứ, bốn tầm 48 cân thì còn mặc được. 48 cân mặc được em nhá. 46 cân thì chị sợ là hơi ấy. Lấy em thêm bộ trắng gu xì size L đó. Ok, Thu Hà cho chị số điện thoại đi, chị dồn đơn cho. Thu Hà lấy trắng gu xì này cho chị số điện thoại đi Thu Hà ơi. Thu Hà cho chị số điện thoại chị dồn nhá. Thu Hà này. Thu Hà cho chị lại số điện thoại để chị không có ép mà em. Chị cao 1m54 mặc dài không? Mặc được mà chị Thu ơi, không dài đâu. Nhà em không có kiểm tra hàng đâu nhá. Thu Hà ơi cho em xin số điện thoại để em dồn đơn cho chuẩn, tại vì có nhiều người nick Facebook giống nhau ấy. Thu Hà không biết là có thể bị nhầm đấy chị yêu ạ. Nên là chị lấy cho em, cho em xin số điện thoại em sẽ dồn đơn cho chị nhá. Em dồn đơn cho chị luôn. Ok Thu Hà này, 0982 này. 0982 này. Vừa đặt xong đúng không chị? 955485. 955 này. 485. Ok Thu Hà, 0982. Rồi lấy hai bộ mất có 25k tiền ship thôi. Bộ lần trước là bộ nào nhỉ? Diệp ơi, chị không nhớ là em đặt bộ nào luôn ấy. Em đặt bộ nào? Lúc xoay bàn nữa. Từ từ. Ok, Thu Hà nó lấy một bộ đỏ rồi. Bây giờ lấy thêm một bộ gì nhỉ? Trắng nhá. Chị cao 1m6 không ngắn chút nào đâu. Chị yêu ơi, không ngắn đâu. Quần này mặc 1m6 mặc thoải mái luôn ấy. Không hề ngắn luôn. 1m6, 1m65 vẫn mặc được mà chị. Bao gấu của nó mặc thoải mái lắm. Các chị yêu nhá. Hai trăm bốn mươi k nhá trái tim ơi. Ừ, bà già bà lấy được cái xúc xích. 240k một bộ. Ok chị yêu nhá, em chốt cho chị rồi. Mỗi đưa mấy cái. Trước em lấy bộ đen với dây thì có cổ ấy. À, nó to hơn bộ đấy, mông nó cũng cái em. Nó cũng như tầm đấy, nó to hơn một chút. Không có size L đâu chị Hải Hoàng ơi, không có size L đâu. Hai bộ đấy em có mặc vừa không? Hai bộ đấy em có mặc vừa không? Được đã. Hai mỗi được cái. Cái này không phải là chất như bộ kia đâu, nó là chất uni nha em nhá. Cái bộ kia là chất cốt tâm, nhưng bộ này nó là chất uni. Còn tình yêu nào đặt nước thì cho hộ em nhá. Em có đỏ, đen và trắng, không có size L nhá Hải Hoàng ơi. Size L của em là size L của em dành cho các chị 60 cân đổ lại, các chị mặc vừa luôn. Chữ XL thì không có đâu. Chữ XL thì không có đâu các chị yêu ơi. Em chào chị Soạn nha, Soạn Soạn nha. Chị đứng lên à, ok đợi chị chút chị đứng lên nhá. Đợi chị một chút chị đứng lên cho mọi người xem luôn. Em cao 1m55 mà quần có dài không? Mặc được em ơi, mặc được nha, phải tầm đấy trở lên mặc được. Chào Vân. Chị bộ trắng mờ nữa. Nhớ dồn đơn cho chị. Ok chị Thu ơi, chị lấy trắng mờ ở đây nhá các chị nhá. Đây ạ, form dáng quần đây. Em chốt cho chị Thu màu trắng mờ nha. Trắng mờ còn đúng 2 bộ thôi chị Thu ơi. Còn đúng 2 bộ màu trắng mờ thôi ấy. Chị lấy một bộ là còn một bộ. Con này cứ để khi này ra đây với lại một lúc bộ trắng về con lấy vào đâu. Lấy lại tìm thấy rồi rồi. Không, bị lấy cái này mà. À, kia ở trong kia. Không, phải để ra để mai ấy. 0169 này chị Thu này. 0169 này. Nhấp nhẹ thôi. Nó thủng mình không nhìn thấy. 0169 7628864 762 này 8864 này. Dồn đơn này thôi chị này, cứ để lên bàn cho con đi. Đấy ra đây này. À 240k, mẹ cứ để lên bàn đi. Cứ tìm cái bộ kia nữa mang. Đấy hai bộ đấy. Ok nhá, em chốt cho chị Thu bộ trắng mờ dồn đơn rồi nhá. Chị yêu nhá. Chốt cho chị Thu bộ trắng mờ dồn đơn rồi. Em còn đen, đỏ và xanh nhá. 240k một bộ.
240k một bộ chị Phương ơi, 240k một bộ nha các tình yêu nha. Túi này các chị lại có túi này, con dáng quần đây này, quần có túi nha các chị nhá. Quần có túi và chân là bo gấu nha các chị ơi, chân là bo gấu nhá. Không có bộ 65 cân đâu chị Hoa Trương ơi. Bộ to nhất của em chỉ đến 60 cân thôi. Bộ to nhất chỉ đến 60 cân thôi chị yêu ạ. À. Chị cao 1m bao nhiêu đấy chị Thu? Nếu mà hơi dài ấy, chị xử lý được mà. Chị sợ dài về chị cắt đi đâu mà. Cái quần này cắt thoải mái chị yêu ạ. À. Quần này cắt bóp thoải mái luôn. Nhưng mà em nghĩ là mặc được, không dài đâu. Cân nặng đấy nó bo gấu lên không dài đâu chị yêu ạ. À. Các chị ơi, em 45 cân mà em còn mặc thế này. Các chị cứ từ 50 cân nhảy lên thì chắc chắn là mặc được. Khi mà mình mặc vừa thì nó tự kéo lên mà. Chỉ có sợ là mình mặc rộng thì nó lại trùng xuống thôi. Các chị nhá, không lo đâu. Đấy. Đấy, hai bộ phải đặt lên đấy. Đây có tên ở ngoài nhưng đấy, hai bộ đặt trên bàn. Đặt lên cái ghế đi, không ai bọn nó đã bứt ra. Của em là bộ Gucci đỏ. Ok em, chị chốt cho em rồi mà. Không lo gửi nhầm đâu nhá. Không lo gửi nhầm đâu. Màu đỏ này, Gucci đỏ này, Gucci đen này, Gucci đỏ. Tất cả là quần bo gấu nhá. Và là không có bộ chui đâu chị Cương Cúc ơi. Bộ chui không có đâu, em chỉ có bộ kéo khóa thôi. Bộ kéo khóa các chị mặc áo 2 dây bên trong đẹp nhá. Mặc áo 2 dây bên trong cũng đẹp, hoặc hở cổ nó như thế này cũng đẹp nhá. Nó là vải Umi nhá các chị nhá, vải Umi nhá. Vải Umi nhá chị yêu ơi, vải Umi đẹp luôn nhá. Đấy, không thích gáy cổ lên thì các chị bẻ cổ ra như thế này cho em, bẻ cổ ra như thế này cũng được ạ. Đấy, hoặc là bên trong mình mặc áo 2 dây thì các chị kéo đừng kéo cao lên như em này. Bên trong mặc áo 2 dây thì kéo vừa thôi ạ. Đấy. Không có bộ chui đâu em yêu ơi, không có bộ chui đâu. Ừ, ôm mà em, mặc ôm mà. Đấy. Trắng thì còn một bộ size M này và tất cả là còn size L. Đỏ thì còn ML và đen còn ML nhá các tình yêu nhá. Đỏ còn ML, đen còn ML. Ai lấy thì ok cho em nhá. Ai lấy thì ok cho em nhá các chị nhá. Ai lấy cái gì thì cho em. Ok em luôn nhá, ok em luôn. Em mặc quần rộng, các chị ơi em mặc quần bị rộng tại vì em có 45 cân thôi. Mặc vừa nhá chị Thu, mặc vừa nhá. 1m54 nặng 50 cân chị mặc vừa luôn nhá chị nhá. Đây xem. Cái đấy là của con lấy mà. Chị có bộ nào màu xanh tím than không? Không có đâu Minh Ngọc ơi, không có bộ nào màu xanh tím than luôn đấy. Chỉ có bộ ấy thôi, đỏ đen và trắng thôi nhá. Đỏ đen và trắng thôi, tình yêu nào lấy thì chốt luôn. Em màu cộng số điện thoại đi em gửi hàng cho. 240k một bộ ạ. À. Ship là 25k nhá các chị yêu nhá. Ship là 25k màu, nhá. Màu trắng là mỗi bộ con mặc này này. Size màu đen có 2. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Cả nhà ơi, cho em xin một chia sẻ đi ạ. À. Màu trắng size M còn đúng một bộ, còn lại là toàn size L 55 đến 60 cân. Màu trắng ấy. Chị lại thích xanh ghi thì không có rồi. Ba màu này là ba màu đều đẹp luôn. Quần bo mà Tuấn Phan ơi, quần bo nhưng nó không phải ôm sát vào đâu. Quần này đẹp mà chị yêu. Mọi người ơi, một lớp thôi chị ơi, nó là một lớp thôi chứ nó không lót không gì đâu. Mặc trời thu hoặc không nào lạnh quá thì các chị mặc áo len bên trong cho em thôi chứ. Hàng mấy lớp thì nó chẳng lạnh đến mức độ đấy đâu. Mình mặc ở nhà long quăng mặc cái này thôi các chị ạ. Nó là một lớp nhá, không lót luôn nhá chị nhá. Không lót luôn. Minh Ngọc em lại thích xanh tím than à? Em lại thích xanh tím than à Minh Ngọc? Ai cho màu nào thì cho em đi. Chị không có chân váy da đâu tình yêu ơi, không có chân váy da đâu. Bộ này là chất Umi nhá, ngay cả cái bo tay của nó cũng bằng vải đấy luôn các chị ạ. Ngay cả cái bo tay của nó cũng là vải Umi luôn. Nên chắc chị yên tâm với chất luôn nhá. Chân váy thì chị không có, hôm nay thì chị về lô bộ này thôi. Hôm nay chị về lô bộ này thôi nhá. Ờ, 240k nhá, lệ pha lê bong bóng ơi. 240k một bộ nhá.
245k một bộ. À 240k một bộ. Ai lấy thì chốt hộ em này, màu này, cộng số điện thoại, cộng cân nặng thì tớ chốt đúng bộ cho nhá. Đúng bộ cho. Trời ơi, nói cả chiều mệt lắm rồi các chị ạ. Nói cả chiều rất là mệt rồi. Sáu mươi ký thì mặc size L nha Lan Anh nhá. Chị 60 ký chị mặc size L cho em. 60 ký vừa size L luôn ấy chị yêu ạ. Chị ơi em nhận hàng nếu đẹp em sẽ ok em nhá, cứ nhận hàng đi, nếu mà đẹp thì ủng hộ chị nhá. Nếu mà đẹp thì ủng hộ chị nha em yêu ơi. Cứ nhận hàng đi, nếu mà đẹp thì ủng hộ chị dài dài. Ủng hộ chị dài dài luôn. Bộ màu trắng ok nha, em chốt cho Lan Anh. Nhưng mà chị cam hết bao nhiêu Lan Anh ơi? Chị cam hết bao nhiêu? Lan Anh để chốt cho màu trắng size L này. Có 10 cân này, ok chị luôn này. Đấy màu trắng size L em còn nhiều, em còn lại em toàn bộ size M thôi. Còn toàn size M thôi các chị ạ. Toàn size M. À toàn size L thôi, còn đúng một bộ size M, còn lại là toàn size L màu trắng ấy. Ok, em chốt cho Lan Anh này 60 cân này. Ok nhá, Nguyễn Lan Anh nhá. Không chín sáu chín chín ba chín chín ba năm. Không chín sáu chín này. Chín ba chín chín ba chín này. Chín ba năm. Đỏ còn mấy bộ. Ok. Vân Anh nhé. Tay nờ đen có 2 bộ thôi. Chị không có váy đâu diện Ri ơi, diện Ri Bi ơi, chị không có váy đâu. Cả bộ mà chị yêu ơi, Long Thiếu Giai cả bộ nhá. Phong Khánh thì cho nó đi ngủ đi để tùy con này. Mọi người diễn. Không có váy đâu các chị yêu ơi. Phong Khánh ơi đi ngủ rồi. Anh chút cái gì trước em nha. Chưa cái gì, mười nữa rồi, mai có chút rồi dậy ạ. Bộ này em mặc rộng, không em mặc rộng các chị ạ, em mặc bị rộng. Ngoan à, cứ bảo ngoan. Ok tình yêu nhá, chốt cho em rồi. Ba màu đen đỏ trắng các chị ạ, đen đỏ trắng. Em mặc thử màu đen đi nhá. Em mặc màu đen lại đi nhá. Em mặc màu đen đi. Mặc lại đen cho các tình yêu xem nhá. Cả nhà ơi, Phong ơi. Đi ngủ đi con. Trời ơi, đen đẹp này, đen đẹp này các chị ơi. Đen đẹp mà, đen rất là đẹp luôn. Đây, đen quần đen này. Đen quần đen này. Ô, em vừa dơ mặc bộ màu trắng đấy. Hai trăm bốn mươi k, con cứ vào nằm với bà một lúc đi, tí mẹ bón. Màu trắng quần đen, áo màu đen quần đen và màu đỏ quần đen, tất cả đều là quần đen nhé các tình yêu nhé, tất cả đều là quần đen nhé các chị yêu ơi. Bao đẹp cho các chị luôn nha, bao đẹp cho các chị luôn. Màu trắng nha, có màu trắng đấy các chị nha. Ai lấy màu trắng thì cho em này. Em là mặc màu đen nha, em mặc màu đen. Đen, trắng và đỏ, có 3 màu luôn ạ. Đen, trắng, đỏ nha các tình yêu ơi. Ai lấy cho em nha, màu nào thì cho em màu của số điện thoại cho em. Đen, trắng và đỏ. Em vừa mặc trắng đấy chị ơi. Em vừa mặc trắng đây. Cả nhà ơi, chia sẻ bài của em với. Mọi người cho em xin một chia sẻ đi.
Nhà chị không cho xem hàng đâu. Các tình yêu nha, không được kiểm tra hàng đâu. Cứ nhận hàng đi, trường hợp là hàng gửi sai này, rộng quá chật quá tớ đổi cho nhá. Nếu mà có bị rộng chật thì đổi thoải mái. Nhưng mà không được xem hàng, không được thử trước khi thanh toán các chị nhá. Tại vì nhà em một ngày đi rất là nhiều đơn luôn. Nếu mà ai cũng đòi thử, ai cũng đòi như thế thì rất là khó cho em. Nhưng các chị phải, cái vấn đề đấy các chị sự thông cảm cho em nhá. Còn hàng thì hàng đẹp rồi, hàng đẹp rồi ạ, hàng quá là đẹp rồi, các chị không phải lo luôn, không phải lo về chất luôn ấy. Chị Loan ơi, 240k nhá chị Loan nhá. 240k một bộ đen vu xì em đang mặc này. Các chị thấy đẹp chưa? Đấy. Quá là đẹp luôn nhá. Ai lấy bộ nào thì chốt hộ em. Bộ có màu cộng cân nặng cộng số điện thoại ạ. Màu cộng cân nặng cộng số điện thoại em sẽ chốt chuẩn size cho các chị luôn. Chốt chuẩn size cho các chị luôn ạ. Màu cộng cân nặng cộng số điện thoại cho em nha. Màu đen cũng đẹp. Không thấy nghe thấy gì cả. Trời ơi sao không nghe thấy gì nhỉ? Em nói bé quá à, các chị. Em nói bé quá à. Em nói bé quá các chị không nghe thấy ạ. Đây ạ, đứng lên quần đây các chị nhá. Quần nó là quần bo gấu nhá. Quần bo gấu nhá các tình yêu ơi, quần bo gấu ở dưới nhá. Đấy, ai lấy đi chốt nha, nhưng mà em mặc bộ này là bị rộng. Các chị ơi, em mặc bộ này bị rộng nhá. 46kg không mặc được đâu, Lê Buồn ơi. Lệ Buồn ơi, 46kg không mặc đâu. Em 45kg lên mặc rộng này. Ít nhất phải tầm 50 cân trở lên, 48-50 cân trở lên. Các chị ạ, 46kg thì chắc chắn là rộng, nên là các chị đừng có mặc. Không phở đi ship đâu tình yêu ơi. Ship là 25k mà em. Ship 25k mà chị yêu ơi, không phở đi ship được. Ship COD toàn quốc là 25k nhá các chị nhá. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi để mình tiếp tục bán bộ đi. Em còn ít bộ lắm các chị nhá. Còn ít bộ lắm, các chị vào chia sẻ bán giúp em đi. Chưa con đi ngủ đi. Nói bé quá, trời ơi, nói bé quá. Cái này nó hết pin rồi này các chị. Có bộ màu trắng, không có 65 cân đâu chị yêu ơi. Bộ này của em đến 50 cân, bộ này của em đến 60 cân thôi. Không có bộ cho 65 cân đâu chị nhá. Bộ này của em đến 60 cân thôi ạ. Lâm thiếu gia có lấy không thì cân nặng cộng màu cộng số điện thoại cho em. Bộ này không có size đến 60 cân luôn đấy. Size bé lắm các chị ạ. Sáu mươi lăm cân thì chị yêu không vừa rồi. Sáu mươi lăm cân thì không vừa bộ này rồi tình yêu ạ. Sáu mươi lăm cân không vừa đâu nhá. Em chỉ cho các chị từ 50 cân đến 60 cân thôi ạ. 50 cân đến 60 cân có 2 size ML các chị nhá. Có 2 size ML nhá. Ai lấy cái nào thì cho em nhá. Ai lấy màu nào thì cho em ạ. Ôi, bộ này đẹp lắm mà các chị ơi. Còn có mấy bộ thôi, ai lấy thì cho hộ em nhá. Còn có mấy bộ thôi. Đây, đen đây. Đen trắng, đen của tất cả là quần đen. Đen quần đen, trắng quần đen và đỏ quần đen các chị ạ. Cái nào của nó cũng là quần đen hết. Màu nào cũng đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp luôn. Đây đỏ đen này này. Đỏ đen cái sọc này nó cũng giống sọc cái quần luôn nhá. Sọc áo với sọc quần là giống nhau luôn nhá các tình yêu nhá. Ai lấy cái nào thì chốt giúp em với. Màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em. Các chị ơi để em thoát ra em vào lại một chút nhá. Em thoát ra em vào lại để em liver nốt cái bộ này nhá các chị nhá. 51 cân thì mặc được M thôi chị yêu ạ. 51 cân chị mặc size M luôn nhá. 51 cân mặc M. Thank you.
51 con em còn bộ màu đen này nữa này chị này. Long thiếu gia em có cái bộ đen xen gì này này. Đấy, 51 cân còn một bộ này nữa. Đấy, chị có thích không? 51 cân còn bộ màu đen này, duy nhất một bộ này. Duy nhất một bộ đen này này, 51 cân này. Chị yêu vào lấy thì ok em chốt cho này. Ok em chốt cho luôn này. 51 cân đấy. Còn cái đen Fendi này nhá chị nhá. Còn sót lại một bộ luôn, bạn đổi. Sáu lăm cân gì? 45 cân không vừa đâu, người ta nói ơi, 45 cân không vừa đâu em yêu ơi. Bốn lăm cân thì không mặc vừa được ấy. Còn duy nhất bộ đen này, đen Fendi này, này ai lấy chốt này, ok chốt của em này. Đen này áo cũng đẹp lắm. Em nghỉ một phút nhá các chị nhá, em nghỉ tầm 10 phút nhá. Sau lát em quay lại nhá các tình yêu nhá. Trời ơi.